Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu, Mai rất vui được gặp các bạn và ngày hôm nay thì Mai sẽ gửi tới các bạn nội dung của tập truyện thứ hai. Chúng ta cùng đón nghe, chia sẻ cảm nhận dưới phần bình luận. Đừng quên đăng ký kênh và theo dõi rất nhiều câu chuyện hay được phát sóng nha các bạn. Tập 2 Qua sáng hôm sau, Sam thức dậy thấy bản thân nằm trong lồng ngực của anh. Ký ức đêm qua ùa về quá là đáng sợ. Người đàn ông này ăn là nuốt luôn chứ không có muốn nhả ra mà bây giờ cả người cô đau muốn chết hai chân bất động tại chỗ luôn rồi cô mở điện thoại cũ gần 8 giờ giờ này hàn thần không chịu thức dậy đi làm à mà thôi kệ anh ấy bây giờ cô nên lo cho cái thân mình trước thì hơn sam vén chăn rời khỏi giường vừa bước xuống giường đã muốn té nhưng cũng may cô bám vào tường cho nên cũng không có sao cả đau thật đấy kha hàn thần anh đúng là cầm thú đồ điên cô chỉ biết lầm bầm trong bụng chứ nhớ anh nghe được hai người chắc lại cãi nhau ở dưới sàn nhà bây giờ mọi thứ nó rất hỗn độn nào là quần áo của hai người còn có miếng chai rồi mấy chai rượu rỗng mười phút sau cô đứng dậy đánh răng rồi đi tắm lúc này không có đem quần áo vào cho nên đành mặc áo choàng tắm đi ra ngoài thần lúc này đã thức dậy anh ngồi dựa vào thành giường bấm bấm điện thoại cô cũng chẳng để ý đến anh sau đó đi lại tủ lấy quần áo anh thấy vậy bỏ điện thoại xuống anh chưa còn mặc đồ cảm thấy không có ngại ngược lại cảm thấy vô cùng bình thường sao thế Đêm qua chắc là cô thoải mái lắm. Anh nở đủ cười tự mãn rồi lấy eo cô. Bố ra đi, tôi phải đi thay đồ nữa. Anh mong mặc quần áo vào, anh định khỏa thân như thế đấy à? Dù sao đêm qua cô thế hết rồi mà, tập quen đi là vừa. Để tôi xem thành tích của tôi đêm qua. Anh kéo vạt áo của cô ra, da Sam bây giờ rất đỏ. Nãy đến giờ cô đã kỳ rất lâu, nhưng mấy cái dấu này nó không phai đi chút nào. Ngược lại còn đỏ hơn mấy cái dấu này cô rửa nó không ra đâu dù kỳ cọ hay trà mạnh thế nào thần hôn lên cổ cô một cái anh đi ra chỗ khác đi đừng có lại gần tôi nữa được thôi sau đó thần buông cô ra nhưng lại đứng trước mặt cô anh cố tình cho cô thấy bộ dạng này của mình anh đúng là một tên biến thái tôi thấy bình thường tôi nhìn của cô rồi cô cũng phải nhìn thôi lưng tôi bị cô cào có qua có lại cô đau thì tôi cũng đau anh đừng có đưa lưng trước mặt tôi, đáng sợ như thế. Có mấy cái hình xăm mà cũng sợ, đồ nhát gan. Tôi rất nhát gan chứ không mạnh mẽ như anh. Nói xong cô đi vào trong nhà tắm. Hồi năm 16 tuổi, cô suýt bị người ta hãm hại, mấy người đàn ông kia cũng xăm mình như vậy, bọn họ xăm kín lưng luôn, bây giờ cô nhớ lại cô vẫn sợ lắm. Tuy cô không có bị gì nhưng vẫn bị tổn thương tâm lý. Thần xăm không nhiều, hai hình xăm đó cũng không quá lớn, nhưng nhìn vào khiến cho cô sợ. Bởi vậy chỉ có những người từng trải mới hiểu hết mà thôi Sam vừa mặc đồ vừa khóc Cô đúng là quá yếu đuối và cũng rất nhát gan Tiếng gõ cửa vang lên Thay đồ nhanh đi, cô ngủ trong đó đấy à Xong rồi, tôi ra ngay đây Sam kéo khóa váy Sau đó thì lại bồn lavabo rửa bồ mặt cho tươi tỉnh một chút Cô khóc đấy à Không có Nói xạo, hai mắt đỏ hết cả lên Hình xăm của tôi đáng sợ lắm à Nhưng mà tôi thấy nó cũng bình thường mà Cô lắc đầu Không có đâu Chỉ là chưa thích ứng kịp thôi Ra dạ là thế Anh mặc đồ vào đi Cô nói xong đi ra khỏi phòng Bây giờ cô phải xuống nhà lấy chổi Dọn cái bãi chiến trường này Nó quá là bừa bộn đi Thần đi vào trong nhà tắm Bây giờ trễ lắm rồi anh chưa đi làm Ngày hôm nay lại đi trễ Cảm thấy quy tắc sống của mình nó bị đảo lộn cả rồi Nhưng mà phải công nhận Đêm qua cũng sung sướng thật Trên cả tuyệt vời Đến bây giờ anh nhớ đến cảm giác đó Khi hai cơ thể hai người chạm vào nhau Nước chảy xuống cơ thể của thần Anh bắt đầu kỳ cọ cơ thể Sam thì dọn dẹp bãi chiến trường cũng phải 20 phút Quá là mệt mỏi với anh Tự nhiên nổi điên lên làm gì chứ Anh mặc quần áo chỉnh tề bước ra ngoài Cô cũng không nói gì Cô nhìn anh rồi đem sọt rác xuống dưới nhà 5 phút sau cô quay lại dọn dẹp giường của mình Cô thay ga giường và gối cho sạch sẽ Chỉ đêm qua hai người lăn lộn rất nhiều lần Bữa sáng chuẩn bị xong rồi đấy Anh ăn rồi đi làm đi Đi xuống nhà ăn sáng với tôi Cô miễn cưỡng gật đầu Bây giờ chỉ muốn có một cuộc sống bình yên Hai người đi xuống lầu Vừa xuống tới phòng khách thì thấy Ngô Kiên Thiếu vô nhân thuốc của cô ạ Cảm ơn anh Dạ không có gì ạ Đây là thuốc gì Tôi tránh thai Sam tự mình trả lời không cần Kiên phải lên tiếng Cô dám uống thuốc này luôn à Chẳng phải cô rất muốn sinh con cho tôi Còn cậu nữa Rốt cuộc hai người đêm qua làm những gì Xem ra tôi thấy hai người có vẻ thân thiết Còn tay trong tay Thần giận cá chém thớt Anh không nghĩ Sam dám uống thuốc Người phụ nữ này không muốn sinh con cho anh Ngoài kia có nhiều người muốn Cô ta thì không à Chẳng phải cô ta muốn có con với anh Để củng cố địa vị thiếu phu nhân Mau nói nhanh Nếu không tôi bắn chết cậu đấy Cậu chủ à Tôi với thiếu phu nhân không có chuyện gì cả Anh điên đấy à Kha Hàn Thần Anh mà đánh anh ấy Thì tôi chết theo anh luôn Như vậy anh vừa lòng chưa Cô dám vì một tên vệ sĩ mà đòi chết Đừng quên cô đang là vợ tôi cậu chủ ơi xin cậu bớt giận tôi với thiếu phu nhân không có gì hết ạ à? kiên vừa nói xong thân đẩy anh ra té xuống đất anh có sao không kiên tôi không sao thiếu phu nhân đừng lo cho tôi ạ à. hai người bây giờ đang công khai với tôi đấy à có đúng không anh vừa vừa phải phải thôi anh nói tôi là vợ anh Vậy anh nên xem lại bản thân mình đi anh thấy xứng đáng hay không anh chẳng có trách nhiệm gì với cuộc hôn nhân này cả tối hôm qua anh không muốn đến nhà chính tôi đi một mình anh có biết ông nội rất mong anh đến nhưng cuối cùng anh không đến ông ấy rất buồn rất thất vọng nhưng không có nói ra thôi khi về nhà tôi bị đau bụng doan không tiêu cho nên mới nhờ kiên đi mua thuốc chuyện chỉ có như thế anh làm ấm lên được à anh đừng nghĩ ai cũng như anh chỉ biết sống bằng nửa thân dưới rồi ghen lung tung vớ vẩn tôi với kiên không có gì cả tin hay không tùy anh còn tôi uống thuốc chỉ vì muốn tốt cho cả hai nói xong cô kéo kiên đi ra ngoài kiên à là tôi liên lụy tới anh tôi xin lỗi không sao ạ tôi biết tính tình của cậu chủ hơi nóng tính nên không suy nghĩ gì đâu ạ, phải chi thần được như anh thì tốt biết mấy, thiếu phu nhân cô đừng nói thế, cậu chủ nghe được lại không vui, thần bây giờ chẳng còn tâm trạng đi làm hay ăn sáng gì nữa, sau đó anh liền đi lên phòng luôn, sao nói chuyện với kiên một hồi, cô đi vào trong bếp ăn sáng, thần không ăn thì cô ăn, tự nhiên nói hết mọi chuyện khiến cho cô nhẹ lòng, hình như chút được cơn giận xong nó sẽ thoải mái như vậy, thiếu phu nhân, lúc nãy công nhận cô ngầu thật. Từ trước đến giờ không có ai nói những lời như vậy với cậu chủ Và cô chính là người đầu tiên Sam vừa ăn vừa cười Đúng là đáng đời anh ta Nhưng mà cô phải dè chừng cậu chủ Chứ cậu ấy dễ nổi nóng và dễ phát điên ấy ạ Như hôm qua ấy, tự nhiên đập phá đồ đạc lung tung Khiến ai nấy sợ chết khiếp Thôi được rồi sẽ không sao đâu Ăn cơm xong Sam uống thuốc Dù sao cũng mới lấy chồng có mấy ngày Thời gian còn dài Và lại thời điểm này chưa có thích hợp Cô đành phải con lỗ với ông nội và mọi người Sam về phòng thì lên giường nằm Cô cảm thấy mình hơi mệt Cho nên cũng không còn tâm trí suy nghĩ đến người khác nữa Thần ngồi trong tư phòng tâm trạng bực bội Mới sáng sớm bị cô ta chửi một trận Xem ra cũng có bản lĩnh thật đấy Tiếng chuông điện thoại vang lên Sếp à hôm nay có cuộc họp Mà sao giờ này sếp chưa đến thế Hủy hết đi hôm nay tôi không đi làm Vừa nói xong anh cúp máy luôn Đúng là mất hứng thật hơn 10 giờ sáng anh về phòng Thấy Sam đã ngủ rồi Cô ta đúng thực là con heo Ăn rồi lại ngủ mà thôi Thần ngồi xuống giường nhìn Sam hồi lâu Quên mất đêm qua ngủ trễ Cho nên bây giờ mới như vậy Anh thở dài cởi áo vest của mình xuống Cà vạt cũng được tháo ra Nhưng nghĩ lại thấy những lời của Sam có phần đúng Anh đã làm quá lên rồi hay sao Anh tự cười nhạt Rồi đi lại ghế sofa Lưng thì dựa ra sau ghế Alo ông nội Buổi chiều con rảnh sẽ qua ăn cơm ạ Ừ Nhớ đưa cháu dâu qua đây nhá Ngày hôm qua không có con đi cùng Cho nên con bé thấy hơi buồn đấy Ra dạ được ạ Anh cúp máy đi xuống dưới nhà ăn sáng Đêm qua tiêu hao nhiều sức lực Cho nên bây giờ thực đói bụng Cậu chùa à, mời cậu Giam lúc này ăn rồi Đúng ạ thiếu phu nhân đã ăn rồi ạ Nói rồi mi cũng đi ra ngoài Thần không thích bị làm phiền Cho nên người hầu trong nhà rất hiểu anh Ăn sáng xong anh đi lên phòng ngủ Chẳng biết tại sao bây giờ bản thân lười như vậy Quy tắc sống của anh đâu có thế Vậy mà hiện tại thay đổi hết rồi Buổi trưa Sam thức dậy Thấy mình nằm trong lồng ngực của anh Vậy là hôm nay anh ấy không có đi làm Đúng là chuyện quái lạ Sam nhìn anh một hồi rồi rời giường Cô cảm thấy đói bụng quá đi mất Đánh răng xong thì đi xuống dưới nhà ăn cơm trưa Thiếu phu nhân cô thức rồi à Lúc nãy cậu chủ có dặn Cô ngủ rồi cho nên không được gọi cô thức dậy Thần cũng tốt như vậy ư Xem ra bão sắp tới rồi đây Tôi thấy cậu chủ có vẻ lo lắng cho thiếu phu nhân Tôi cũng không biết nữa Tính tình anh ta cũng thất thường lắm Cô nói ai tính tình thất thường Ờ thì... thì... Anh đi lại kéo ghế rồi ngồi xuống Tôi vạm miệng thôi Anh đừng để bụng Mì dọn cơm lên rồi sau đó cũng rời khỏi đây Cô ngồi xuống ghế ăn cơm Không ngờ anh ấy xuất hiện nhanh như vậy Rõ ràng lúc nãy thấy con ngủ cơm à Cô ăn cơm đi suy nghĩ cái gì À không có gì cả chiều nay qua nhà chính với tôi có chuyện gì đặc biệt à hôm qua không muốn đi bây giờ lại muốn đi cơ đấy không có nghe lời tôi nói là được cô gật đầu sau đó cũng không hỏi gì nữa xem ra bữa cơm này khá là bình yên lâu lâu hai người mới nói chuyện cho nên ít xảy ra mâu thuẫn với cả sam cũng chỉ tập trung ăn cơm thôi ở nhà cô thường hay ngủ như vậy à không tôi làm gì có thời gian tôi phải đi làm nữa mà làm cái gì làm ở cửa hàng tiện lợi cụ thể là làm thu ngân Mấy ngày nay có thể là những ngày nhàn rỗi nhất cuộc đời cô Lúc trước cô bận bịu với công việc của mình Nhưng thời gian sắp tới được đi học Cho nên không có nhiều thời gian như thế này Thôi được rồi Mấy ngày này mà rảnh rỗi cứ qua nhà chính chơi Nói chuyện với mọi người Dù sao nhà một mình cũng rất chi là buồn chán Sau khi ăn cơm xong Thần đi lên lầu trước Sam thì lên sau Cô mở cửa vào không thấy anh đâu Chắc qua thư phòng làm việc à Cô liền đi lại sắp xếp trang cho gọn gàng Sau đó mở tivi lên xem Cô nằm dài trên sofa, mắt nhìn vào màn hình tivi. Bao lâu rồi bản thân mới được thoải mái như vậy? Rất lâu rồi cô mới có thời gian thư giãn, có lẽ đây chỉ là lần đầu tiên cô đã không cho bản thân mình nghỉ ngơi khi làm việc hết năng suất, ở khoảng thời gian dài thì phải. Ngồi trong thư phòng làm việc đến 4 giờ chiều, giờ này cũng hết cà phê, thần nheo mắt, sau đó đứng dậy ra khỏi phòng. Anh đi xuống nhà dưới bao người hầu pha cà phê, anh thì ngồi phòng khách đợi. Anh ngồi vắt chéo hai chân vào nhau Tâm trạng rất thư thả Đám người làm cũng thế lạ Hôm nay cậu chủ không có đi làm Đây đúng là một tin tức chấn động có một không hai Mấy năm qua đâu có vậy đâu Trừ lúc đi công tác mới không đi làm Hoặc là bị bệnh nằm viện Có không bị sốt nhẹ hay cảm Thì cũng cố gắng đi cho bằng được Sáng nay cãi nhau với thiếu phu nhân Có khi nào sợ vợ quá Cho nên mới ở nhà nhưng theo tình hình cho thấy, cậu chủ ở Kèo trên đâu thể nào lép vế với thiếu phu nhân được đâu. Chừng 5 phút sau, Tiểu Mi cũng đem cà phê ra. "Cậu chủ à, cà phê của cậu. Tối nay không cần nấu cơm, tôi về Sam qua nhà chính." "Dạ vâng ạ." Anh cầm tách cà phê lên uống, bây giờ cũng đã chiều rồi, thời gian trôi qua nhanh thật. 2 phút sau anh lấy thuốc lá ra hút, tự nhiên thấy có chút phiền muộn ở trong lòng. Thời gian trôi rất nhanh, nhìn lại anh đã có vợ, có gia đình riêng của mình. Những tháng ngày ăn chơi trước đó Chắc là phải khép lại Lát sau lên phòng ngủ Thầy Sam đang coi tivi Lại còn xem hoạt hình Cái này có đúng là con nít không đây? Cô chuẩn bị đi đi Bây giờ gần tối rồi đấy Ờ à, tôi biết rồi Cô ngồi dậy tắt tivi Sau đó thì đi lựa đồ Thần ngồi trên giường bấm bấm điện thoại Thôi thì cứ để cho cô tắm trước Dù sao con gái sửa soạn cũng lâu hơn Thời gian cứ thế trôi Hai người chuẩn bị xong hết Anh mặc áo sơ mi trắng quần tay đen Tuy thấy nó đơn giản nhưng toàn hàng hiệu Cho nên khi lên đồ đúng là rất đẹp Rất xoái ca Cô mặc áo sơ mi và chân váy Bây giờ nhìn hai người họ như mặc đồ cặp với nhau Hôm nay anh tự lái xe không cần tài xế Cô thì ngồi bên ghế phụ Lâu lâu đảo mắt như qua thần Cảm thấy người đàn ông này như một người đa nhân cách Lúc sáng cô tức quá Cho nên xả một trận Cứ nghĩ là vì anh tát một cái không Vậy mà lại không có Bởi vì theo quan sát Cô thấy anh có chút gia trưởng Chỉ thích làm theo ý mình Vậy mà anh nhẹ nhàng như vậy Điều đó khiến cô có chút không quen cho lắm Nhìn cái gì mà nhìn dữ thế À không có gì Vậy ư ừ, nhưng tôi thấy cô nhìn tôi rất đắm đuối Có chút không quen thôi Và lại thấy anh cũng hơi lạ nữa Có à Có Cô gật đầu rồi trình bày quan điểm của mình Lúc sáng tôi cũng hơi quá lời Khi đó tôi tưởng anh đánh tôi Cô biết bản thân quá lời cơ đấy Nói cho cô biết Cô chính là người đầu tiên ăn nói với tôi như vậy nhưng cô cũng là người bên nhà chính chọn Lỡ tôi đánh cô thì không yên với mẹ tôi Ờ à, ra là thế à Thì ra anh sợ mẹ mình Cô đã suy nghĩ nhiều rồi Mấy cô tình nhân trước của anh Chắc cũng an phận lắm nhỉ Tất nhiên bây giờ cô là thiếu phu nhân Cho nên an phận chút Đừng qua nói lung tung Nếu không tôi không tha cho cô đâu Sau này đi học xong thì về nhà Không được la cà đâu Cô biết chưa Tôi biết rồi Tôi rất an phận nên anh đừng lo Chuyện của tôi và anh thì chỉ chúng ta biết. Còn mấy cô tình nhân của anh anh tự quản, mấy cái đó tôi không biết, thân ai người đấy lo." Nói xong cô quay đầu qua chỗ khác. Xem ra cô ta cũng biết điều đấy, không quan tâm đến đời tư của anh, mặc dù anh đã chia tay với Ly và cũng không còn cô tình nhân nào nữa, nhưng như thế cũng tốt, không xen vào chuyện cá nhân mạnh ai người đó sống, cuộc sống như vậy rất bình yên. Cuối cùng thì đến nơi, thân bước xuống xe mở cửa cho Sam. "Xuống đi." "Ừ, cảm ơn anh." cẩn thận coi chừng chúng cái đầu đấy cô cúi xuống vâng một tiếng rồi đi xuống xe mấy cái này chắc anh diễn cho mọi người xem đây sau đó cả hai đi vào trong bây giờ tối rồi ngoài sân đã mở đèn thắp sáng anh lên tiếng trước rồi dẫn cô vào trong ông nội con mới đến may là con có đến chứ nếu không ông qua biệt thự tìm con rồi ông nội ông đừng giận mà ờ không giận nữa trong lúc hai người đang nói chuyện sam rót trà cho ông nội và thần dạ cháu mời ông ạ Đúng là cháu dâu ngoan Thân, anh cũng uống đi Ông nội với anh nói chuyện Cháu vào trong bếp phụ mọi người ạ Ở trong đó có người làm rồi Cháu không cần phải làm đâu Không sao đâu ông ơi Thêm một tay thì sẽ làm nhanh hơn Ừ, thế cháu đi đi Dù sao ở đây cô cũng chẳng biết nói cái gì cả Và lại cũng muốn cho hai người họ không gian nói chuyện riêng Cháu có đối xử tốt với con bé không đấy Tất nhiên ạ à? Thế thì tốt Không được bắt nạt con bé Không được làm con bé khóc ông nội thấy nó khổ lắm rồi cho nên phải đối xử với con bé tốt một chút từ bé đã phải lao ra ngoài xã hội kiếm tiền ông nội thấy con bé thích đi học vì vậy đã tạo điều kiện cho sam còn về chuyện có con thì tùy hai đứa nhưng mà đừng để ông đợi lâu quá đấy nhé dạ vâng có biết ạ ông đừng lo còn chuyện này nữa cháu mau dẹp mấy cái đứa tình nhân kia đi đừng để cho sam biết quá muộn rồi cô biết rồi còn đâu ngay ngày cưới đã cho cô thấy Đã vậy còn bỏ cối ở lại một mình Cháu đã chấm dứt với họ Nên ông đừng lo Ừ, ông tạm tin cháu lần này Khoảng chừng 30 phút sau Cả nhà cùng ăn cơm Hôm nay chỉ có ba người Buổi chiều Kha Hanh và vợ mình đi chùa Cháu mời ông Ừ, cháu cũng ăn đi thân sao không gắp thức ăn cho Sam Con bé là vợ con đấy Phải biết chăm sóc chứ hả Anh gật đầu gắp thịt bò vào chén cô Cô không kén ăn cho nên ăn được hết Em ăn đi, món này ngon này Vâng, cảm ơn anh ạ Ăn tôm nhé, để anh lột cho em Dạ vâng Ông nội thấy hai người tình cảm như thế cũng thấy vui trong lòng Xem ra thằng thần cũng có chút thay đổi rồi Không chừng nhờ cô cháu dâu Thế mà cháu nội ông thay đổi được tính tình nóng nảy bộc trực của nó Anh cũng ăn đi, đừng gắp đồ cho em mãi Không sao đâu, em ăn ngon là được Dù biết là diễn Nhưng cô cảm thấy có chút ấm áp trong lòng Lần đầu tiên được một người đàn ông quan tâm Khiến trái tim cô chuyển động không ngừng cơ thể thì vừa run rẩy, vừa đỏ mặt nữa. Em ăn thêm này, ở đây có nhiều đồ ăn lắm. Dạ vâng ạ. Thần nói đúng, cháu ăn nhiều vào, chứ ông thấy cháu ốm quá. Ở đây có nhiều món, ăn thoải mái đừng ngại, chúng ta là người một nhà cơ mà. Dạ ông ơi, cháu không có ngại, cháu ăn từ từ ạ. Ăn cơm xong, mọi người ra phòng khách nói chuyện. Sam ngồi kế bên thần, cô ngồi đó vừa ăn trái cây vừa nghe anh nói chuyện, lâu lâu gật đầu nói vài câu với ông nội. Cô cảm thấy nói chuyện với ông nội Anh là người chín chắn trưởng thành Nói rất êm tai và nhẹ nhàng Nhưng nói với cô thì khác nhá Chắc cô là người ngoài anh mới thế Và lại cô là người anh ghét cay ghét đắng Cho nên không thể so bì với người ngoài và người trong nhà được Cái sự so sánh này nó khập khiễng Khi đối diện với cô Anh rất lạnh lùng Nói bốn câu hết ba câu cãi nhau Gương mặt lạnh như băng Khiến cho cô không dám nhìn thẳng vào mặt anh Cô cảm thấy nó có một chút đáng sợ Sợ cãi nhau Sợ người đàn ông này khó chịu Sau đó gây sự vô cớ Đến 11 giờ tối Ba người cũng ra về Cô thấy hôm nay anh đến đây cùng nhau ăn cơm Cùng nhau nói chuyện khiến ông nội rất vui Sao lúc nãy cô không nói chuyện À thì tôi chẳng biết nói gì cả Thôi thì cứ ngồi nghe anh với ông nói là được mà Với hôm qua cô có nói chuyện gì không Cũng có Ông nội hỏi thì tôi trả lời Ừ muộn rồi về nhà thôi Sau đó hai người lên xe cô ngồi ghế phụ đưa mắt nhìn ra đường phố bên ngoài thường giờ này cô buồn ngủ lắm rồi đấy nhưng buổi trưa cô ngủ nhiều rồi cho nên cũng không còn cảm giác buồn ngủ nữa nhưng ở phía dưới có chút đau cô cũng không dám cử động mạnh lúc nãy ở nhà chính cô tỏ ra hết sức tự nhiên nhưng vẫn cảm thấy kỳ cục thành phố về đêm nó đẹp lắm lần đầu tiên cô nhìn thấy chính là ngày cưới ngày hôm ấy cô được vệ sĩ đưa về đã thấy cái không khí nhộn nhịp ở đây rồi nó nhộn nhịp xa hoa vô cùng Chứ chẳng bình yên im lắng như quê cô Quê cô nó bình yên lắm Lâu lâu mới được lên thị trấn chơi mà Nhìn cái gì thế Bộ từ đó đến giờ chưa thấy cảnh đêm bao giờ à Chưa Khi lấy anh tôi mới được nhìn thấy mà Anh có chút bất ngờ Suýt nữa quên mất Cô là người ở quê Ở đây đẹp thật Bây giờ gần 12 giờ rồi Thế mà người ta vẫn ra đường chơi Đương nhiên Có thể nói chơi thâu đêm suốt sáng Bây giờ là vẫn còn sớm Lúc trước anh hay đi chơi thế này à Ừ Mấy thì về anh trả lời rất chi thản nhiên Cô muốn không? Tôi đưa cô đi Dù gì bây giờ cũng đã muộn rồi Thôi thôi không cần đâu tôi sợ phiền anh lắm Từ trước giờ đã phiền rồi Thế một chút nữa không sao Cô không trả lời anh Sau đó chỉ biết nhìn thẳng phía trước Qua mấy giây sau anh tăng tốc Khiến cho cô sợ khiếp vía Này 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 anh chạy chậm lại đi tôi sợ lắm Sợ tôi hay sợ chết? Cả hai Yên tâm tôi lái xe rất giỏi Lúc trước hay đua xe nữa Mấy cái này có là gì đâu anh đúng là biết chơi đủ thứ nhỉ Cô sợ con người này rồi Sao cái gì anh cũng biết vậy Quá là ghê gớm 10 phút sau thì đến nơi Cô bước xuống xe với tư thế loạn trọng Suýt nữa thì té ngã Không sao đấy chứ Ờ không sao Ai mà biết cô lại sợ như vậy Anh cảm thấy mình chạy rất bình thường cơ mà Hay do cô muốn làm quá lên Mệt thật Hai người đi xuống phố chơi Ở đây có nhiều người Rất nhiều siêu xe Ai ai cũng tha hồ chụp hình Còn Sam chỉ biết ngồi nhìn ngắm cái này cái kia thôi anh cảm thấy cô gái này đúng là quê mùa, y như ở trên trời rớt xuống. Mấy cái kia đẹp thật đấy. Cô ở đây nhìn nhá. Tôi đi mua nước. Cảm thấy anh cũng không tệ cho lắm. Vậy mà hôm nay còn đưa cô xuống phố chơi. Sam đi một hồi thì ghé một cửa hàng nhỏ mua hai con gấu bông nhỏ, một con màu hồng, một con màu nâu nhạt. Chỉ lấy cho em hai con này đi. Được rồi, tôi gói lại cho cô. Sam đứng đó đợi người ta gói hàng cho mình. Mua xong cô đi tiếp. Hôm nay được ra ngoài chơi khiến cho cô vui lắm tuổi của cô người ta thường đi ba đi cà phê cùng bạn bè nhưng cô thì thích ra ngoài đi dạo như thế này thực sự rất là vui vẻ đi gần cuối con đường cô gặp một bà cụ nhìn bà ấy trông giống như một thầy bói dạ chào bà ừ cô cần gì bà có vẻ thầy bói không tôi muốn xem một quẻ về tình duyên ạ à. được rồi cô ngồi xuống đi sau đó sam ngồi xuống ngày thường cô không tin mấy chuyện này nhưng mà xuôi quỷ khiến khiến cho cô muốn xem bói Bà cầm tay cô xem xem Sau đó cho cô một lá bài Cô vừa mới lấy chồng hả Còn nữa chồng cô rất giàu có Có thể nói là giàu nhất cái thành phố này đấy Bà sao bà biết ạ Thì đương nhiên tôi là thầy bói mà Còn nữa chồng cô trước kia đào hoa Phụ nữ nhiều vô số kể Cô và chồng mình không có tình cảm Nhưng vẫn lấy nhau Dạ đúng vậy ạ Nhưng cô đừng buồn Đây là duyên phận của hai người Đừng nghĩ không có tình cảm Rồi sau này cũng thế Tuy chồng cô trước kia đào hoa, nhưng sau này sẽ không còn đâu. Cậu ta một khi yêu vào rồi sẽ biết chăm sóc cho cuộc hôn nhân của mình, hai người rồi sẽ hạnh phúc thôi. Dạ, thật không ạ? Thật đấy, nhưng mà cũng sẽ có biến cố, chẳng hạn như gặp tai nạn gì đó, nhưng mọi thứ đã được định sẵn hết rồi. Người cũ của chồng cô sẽ trở về, cẩn thận nghe chưa? Ở đây tôi có bùa bình an, dây chuyền ngọc bội, cô có muốn lấy không? Nó sẽ đem lại bình an cho cô. Lấy, tôi có lấy ạ thế cô không sợ bị tôi lừa không tôi sợ chồng tôi gặp nạn hơn mong nó đem lại may mắn cho anh ấy thấy cô đúng là rất thương chồng mình nhở dạ cái này đem theo bên người dây chuyền thì đeo vào cổ cảm ơn bà tôi gửi cho bà ít tiền ạ được rồi chúc cô may mắn sau đó sam cầm nó ngắm nghía một cách cẩn thận mong những cái này đem lại may mắn cho anh ấy bà bà cho tôi xin địa chỉ của bà được chứ Tôi ở ngoại thành Một tháng vào đây hai lần thôi Sau này có duyên ắt gặp lại Cô gật đầu rồi rời đi Cô bỏ nó trong túi sách của mình cất cẩn thận Thần đi mua nước về không thấy người đâu Không biết đi tới cái ngõ nào rồi nữa Đường xá đã không biết Lại còn chạy lung tung Lỡ gặp kẻ xấu rồi thì sao Anh chạy khắp nơi tìm người Nhưng cũng chẳng thấy Càng tối thì càng đông người hơn Bây giờ muốn chen giữa đám đông còn khó Nói chi đi tìm người Bố Linh Sam Cô đúng là phiền phức thật đấy anh đứng giữa dòng người cau mày lẩm bẩm. Cô đâu rồi thế? Tôi đang tìm cô đấy Sam. Anh hét lên gọi cô. Cô đang ở đâu thế Sam? Nhưng không có số điện thoại của cô cho nên anh đành bất lực. Sau đó anh trở về chỗ cũ nơi lúc nãy hai người đứng đó thì thấy cô. Cô đang chơi ở hàng ghế đá, tay ôm túi gấu bông. Này bùi linh Sam. Nghe anh gọi cô quay lại. Lúc này cô đứng dậy vì anh trai lại ôm lấy. Từ nãy đến giờ cô đi đâu? Tôi tìm cô muốn chết. Cứ tưởng là ai bắt cô đi rồi. Anh tìm tôi á? Cô mất tích, tôi bị ông nội chửi đấy. À, thế cô đã đi đâu? Tôi đi mua gấu bông đây này. Sau đó cô giơ hai con gấu bông lên. Anh thở phào, đúng là con nít, lớn rồi còn chơi gấu bông. Tôi thấy nó đẹp và dễ thương cực, tôi mua cho anh một con, anh không chơi thì tôi chơi với nó cũng được. Tôi là đàn ông, cô bắt tôi chơi với gấu bông á? Cái này chẳng còn ra cái thể thống gì nữa. Sao cô không mua búp bê luôn đi, rồi tôi với cô chơi luôn cho giống như chị em. Anh không chơi thì thôi, tôi tự chơi một mình. Anh đừng có la tôi chứ Vì mấy con này mà chạy khắp nơi Cô có biết khiến cho tôi rất tức giận không đấy Tôi biết tôi xin lỗi mà À thần lúc nãy tôi gặp một thầy bói Bà ấy nói anh sẽ gặp nạn Bà ấy cho tôi bùa may mắn với dây chuyền Tôi đeo cho anh nhé Như thế chắc chắn sẽ bình an ý Nhảm nhí cô điên đấy à Tôi không đeo mấy cái này đâu Cô là con nít lên ba hay sao mà mới nghe lời bà ta Này Sam Giúp của cô có não không thế Tôi đang khỏe mạnh bình thường Gặp nạn cái gì chứ Cô suốt ngày chỉ biết đem phiền phức đi cho tôi. Thì anh cứ đeo vào cho tôi yên tâm, lỡ nó xảy ra thực thì làm sao? Cô đi quá giới hạn rồi đấy, suốt ngày chỉ biết làm mấy cái chuyện tào lao. Tôi định đưa cô ra ngoài chơi để cô biết cái này cái kia, vậy mà bây giờ mê tín dị đoan rồi bắt tôi đeo cái bùa theo ý cô, tỉnh lại đi, cô là ai bắt tôi làm theo cô? Nước của cô đây, tôi về trước. Cô ở đây mà chơi với mấy cái lá bùa của mình. Nói xong thì anh rời đi. Cô khóc cô quá coi trọng vị trí của mình trong lòng anh ấy rồi chỉ là vợ cờ sao có tư cách cô nói thì anh ấy sẽ không nghe dù nó là mê tín đi chăng nữa cô chỉ muốn tốt cho anh ấy anh có phải nặng lời như vậy không chứ cô đi lại ghế ngồi xuống nước đã tan hết nhưng cô vẫn mở ra uống hai chữ phiền phức là câu nói cửa miệng của anh ấy dành cho cô lúc nào cũng nói cô phiền phức nhưng sự thực chính là như vậy sam nhìn hai con gấu bông rồi ôm nó trong lòng đã mua rồi không thể bỏ đi được tiền kiếm rất khó sau đó cô lau nước mắt rồi mỉm cười được rồi chị sẽ chơi với tụi em nhào cố lên thời gian sẽ chữa lành tất cả cô hy vọng một ngày nào đó anh ấy sẽ hiểu được thật nói cô mê tín cũng được nhưng cô vẫn lo cho sức khỏe của anh ấy hơn mẹ chồng từng nói anh ra ngoài làm ăn cho nên có nhiều kẻ thù bởi điều đó khiến cô sợ mấy năm trước từng bị bắn bị đâm cho nên càng khiến cô sợ anh ấy còn ra ngoài đua xe chơi bời thử hỏi xem cô không lo lắng có được không Bên cạnh có vệ sĩ Nhưng đâu thể nào đi bên cạnh mãi được đâu Vẫn nên tự phòng bị cho mình Đó mới là cách tốt nhất Vậy mà khi cô nói Anh có chịu nghe gì đâu chứ Anh về đến nhà từ đời nào Vừa về thì đi thẳng lên phòng Tâm trạng của anh nó không tốt chút nào đâu Bác quản gia Hình như cậu chủ đang giận Thiếu phu nhân cũng không thấy đâu ạ à? Ông Triệu vừa nói vừa thở dài rồi nhìn lên lầu Không chừng bỏ cô ấy giữa đường Chứ cậu ấy không bỏ thiếu phu nhân ở nhà chính Chắc là thế Thôi trễ rồi đi nghỉ đi Lát nữa thiếu phu nhân sẽ về thôi Uống xong ly nước Sam đứng dậy ra về Bây giờ trễ lắm rồi Qua 12 giờ đêm cho nên việc bắt xe cũng vô cùng khó khăn Cô xuống đường lộ lớn chờ Nhưng mãi chẳng thấy xe đâu Đành đi bộ về nhà vậy Cô đi rất chậm bởi đang mang rẻ cao gót Dài này cô đi không có quen lắm Đi bộ hơn 10 phút Cô mệt quá nhưng hình như đi lạc đường mất rồi Quá nhỉ Đây là đâu thế nhỉ Chẳng nghĩ lạc đường à Cô vỗ lên chán rồi lắc lắc đầu Cô có số điện thoại của thần Qua mấy phút đấu tranh tâm lý thì gọi cho anh Nhưng kết quả chẳng ai bắt máy cả Anh tuyệt tình với tôi thế đấy à Sau đó cô gọi cho người khác Gọi cho bạn của mình là Thu Lan Kết quả vẫn không nghe máy Có lẽ giờ này cậu ấy ngủ rồi chăng Rồi làm sao có thể về Hết cách cô ngồi đại xuống đường chờ xe vậy Vài phút sau có một đám người đi lại Bọn họ toàn là đàn ông Cô có chút sợ Chẳng lẽ nào bản thân mình xui xẻo khi gặp đám côn đồ đấy à? Nè em gái, bây giờ nửa đêm rồi, sao lại ở đây thế à? Em làm gái hả? Nhưng mà ăn mặc kín đáo thế. Nhưng công nhận rất đẹp, mặc kín nhưng mà lại rất quyến rũ. Thằng này mẹ nói đúng, em gái này quá là đẹp nhở. Mấy người, mấy người muốn cái gì thế? Tôi, tôi sẽ la lên đây. Vậy thì la đi, thử ai sẽ giúp em. Đừng, đừng lại đây, tôi có tiền, tôi, tôi sẽ đưa cho mọi người thật nhiều tiền được không nào nhưng bây giờ tụi anh chỉ muốn em đẹp thế này đêm nay phục vụ tụi anh anh sẽ hứa là cho em sung sướng một đêm đầy tuyệt vời không thể nào quên được không 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 tôi đã có chồng rồi có chồng nửa đêm ở ngoài đường thế này chắc em với chồng mình không hạnh phúc hả chồng em không cần em nhưng mà tụi anh thì rất cần em bọn họ nói rồi phá lên cười bỏ tôi ra bỏ tôi ra đi không bỏ Em đẹp thế này Đêm nay tụi anh nhất định cho em sung sướng Không 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 Bỏ tôi ra Cô vùng vẫy thế nào cũng không được Bọn họ có tận ba người cho nên cô không thể đấu lại Buông ra buông ra đi Ở phía trước có khách sạn Vào đó đi Ừ nhanh chút Mấy người bỏ tôi ra Mấy tên điên này Mày chửi ai thế hả à? Chửi nữa đi Tao tát cho mày thêm phát nữa bây giờ Đau quá Cô bị tát ôm lấy gò má của mình Nín đi, đừng có khóc Mày khóc tao làm ngay tại đây luôn đấy Thấy mày đẹp ngon thế này Cho nên mới nhẹ nhàng với mày Thế mà không biết nghe lời gì cả Bỏ tôi ra, tôi cho mấy người tiền Thấy tôi vậy thôi chứ không có xinh đẹp gì cả Thả tôi đi đi mà Đừng có nói xạo, tao đây phải chơi mày cho bằng được Quả 5 phút sau thì đến khách sạn Bọn họ thấy cô phiền quá Cho nên đành lấy thắt lưng trói tay cô lại Còn miệng nhét khăn vào Rồi kéo khẩu trang để mọi người không thấy nhưng ba người đàn ông đi cùng một cô gái quá là bất thường nó chẳng bình thường tí nào đã vậy cô còn không nói chuyện cả người cứ đứng im bất động chẳng nhẽ cuộc đời cô đến đây thôi sao cô mới lấy chồng dù thế nào cũng không muốn phản bội chồng mình thần không yêu cô nhưng cô rất yêu anh cô không muốn cô sẽ chết mất cô không muốn bị hãm hại tập thể lúc nhỏ suýt chút bị hãm hại vậy mà bây giờ nó lại tái diễn thêm lần nữa nhưng lần này nó kinh khủng lắm tận ba người đàn ông rồi khi thân biết thì làm sao Anh ấy từng nói rất ghét những người phản bội mình Ba mẹ và ông bà Chắc hẳn cũng thất vọng về cô Nhưng là ông nội kỳ vọng ở cô nhiều thứ Mọi người thực rất tốt với cô Đau đớn thật Nhìn nếu như anh chịu nghe máy Mọi chuyện sẽ khác Anh ấy bỏ cô lại một mình Khiến bản thân cô thành ra thế này Bọn họ quăng cô xuống giường Sau đó bắt đầu cởi đồ ra Không, không được Không được thì cũng phải được thôi Tới nước này rồi kháng cự gì nữa hắn tát vào mặt cô hai cái liên tiếp gò má cô đỏ lên mép môi cũng chảy máu đau đau quá đau thì nghe lời đi em ê con nhỏ này đẹp thật Da trắng thế nhở đừng đừng cội mà áo sơ mi của cô bị bọn chúng xé rách thả tôi ra thả tôi ra mày dám chống cửa nói lời dễ nghe thì lại không muốn sau đó hắn đẩy cô vào tường lưng đập vào trong đau đớn đau quá máu máu nhưng như thế cũng tốt cô sẽ chết một cách trong sạch bản thân không cảm thấy nhơ nhuốc gì cả vẫn chưa biết sợ à thì ra cô em thích chơi cho bạo lực nếu muốn thế tụi anh chiều bọn họ người nắm tóc người đẩy cô té xuống đất áo sơ mi bị rách cho nên không thể nào che được toàn thân cơ thể mình cô cảm thấy xấu hổ mọi thứ như một trò đùa vậy đừng đừng mà đừng đánh nữa đau quá thả tôi đi mà không đời nào để tụi anh hành hạ em xong cho em sung sướng nhất được chưa bọn họ cười phá lên như được mùa vậy đừng lại đây nếu không tôi cắn lưỡi chết đấy con này gan nhở đừng hô tụi tao cắn lưỡi rồi vẫn phải phục vụ bọn anh thôi cô trừng mắt nhìn hai người họ lúc này định cắn thật thì bọn họ ngăn cô lại cô nhân cơ hội đẩy hai người rồi chạy ra khỏi phòng ở đây rất rộng cô chẳng biết chạy đi đâu mặc kệ đầu mình chảy máu cô chỉ biết chạy về phía trước mấy tên đàn ông đuổi theo cô thấy vậy tú máu mình rồi chạy đi thang máy không mở được cô đành phải đi cầu thang bộ xuống dưới tầng 2 cô bị trượt chân ngã nhào Cả người cứ thế lăn dài xuống cầu thang Tiếng hét của cô vang vọng Khiến nhân viên lễ tân phải chạy ra Mấy người họ hoảng hồn bịt miệng mình lại Đây chẳng phải cô gái đi cùng với ba người đàn ông lúc nãy Liệu có khi nào bị cưỡng ép không đây Mấy người kia Cái anh hại cô ấy à Không phải chúng tôi Bọn họ vùng vẫy rồi chạy ra khỏi khách sạn Nhân viên lễ tân cũng gọi xe cứu thương và cảnh sát đến giải quyết 20 phút sau Sam cũng được đưa vào bệnh viện Cảnh sát trích xuất camera, thấy cô gái này bị ba tên đàn ông lạ mặt đưa đến khách sạn. Cảnh sát trích xuất camera, thấy cô gái này bị ba tên đàn ông lạ mặt đưa đến khách sạn. Tiếng gõ cửa vang lên, lúc này Kiên đã không thể nào đợi được mà xông vào luôn. Thần đang ngồi uống rượu trên ghế sofa có mấy con mèo anh nuôi, chuyện gì gấp gáp thế? Tự ý xông vào phòng của tôi luôn cơ đấy. "Cậu chủ à, cảnh sát vừa gọi, thiếu phu nhân bị thương ạ." À. "Cái gì?" Lúc này anh mới tỉnh rượu. Nói rõ đi Chuyện là cô ấy bị ba tên đàn ông lôi đến khách sạn rồi trò đồi bại Sau đó bị té từ lầu 2 xuống dưới tầng trệt Cảnh sát bây giờ đang ở bệnh viện ạ à? Tới bệnh viện mau thôi Không ngờ thành ra như thế Mới một chút đã xảy ra chuyện Khi anh tới nơi nhìn thấy cảnh sát đứng ở cửa phòng cấp cứu Anh Kha Hàn Thần Anh là chồng cô ấy à Đúng chính là tôi Vậy anh ngồi xuống đây nói chuyện của vợ anh Sau đó hai người họ ngồi xuống nói chuyện theo camera ghi được vợ anh bị ba tên đàn ông lạ mặt đưa đến khách sạn sau khi vợ anh bị té lầu bọn họ đã chạy trốn có đây là túi sách của vợ anh bác sĩ hiện đang cấp cứu đợi cô ấy tỉnh dậy thì sẽ hỏi thêm bây giờ chúng tôi xin phép về trước được rồi cảnh sát cũng đã trở về thân mở túi sách của sam thấy có con gấu bông con lá bùa cả sợi dây chuyền ngọc bội cô ấy đã nói bên trong có ít tiền và điện thoại anh mở lên thì thấy cô gọi cho anh nhưng anh thấy số lạ cho nên không nghe là anh sai thật dư Hai giờ sáng Bà Thanh hay tin thì chạy liền tới Bà cho con trai một bạt tai mạnh tay Mẹ đánh con đi à Đánh cho con tỉnh táo Nếu con không bỏ con bé ngoài đường Thì đâu có chuyện này Sam có chuyện gì có biết tay mẹ Ông nội có biết chuyện rồi đấy Bây giờ ở nhà không ngủ được kia kìa Tại sao lúc nào con cũng gây chuyện thế Con trưởng thành lên đi chứ hả 35 rồi chứ có phải 15 đâu Suốt ngày làm những chuyện như thế này Sam nó là vợ con có phải tôn trọng vợ mình chứ Đừng nghĩ mình học cao khinh thường người khác Nó có hiền cho nên mới nhịn con Chứ người khác không dễ ăn đâu Bà nói xong mới bớt giận được một chút Mới đi chùa về tịnh tâm Nhưng cái thằng nghịch tử này nó phá hết rồi Nó không muốn cho bà tịnh tâm đây mà Nó muốn mẹ nó phải gằn lên chửi mỗi ngày mới chịu được Hứa với lòng là tịnh tâm nhẫn nhịn nhẹ nhàng Nhưng nó không cho bà điều đó Gần dạng sáng Phòng cấp cứu mở ra Sam đã cấp cứu rất lâu rồi Bác sĩ à con dâu tôi nó thế nào vẫn ổn chứ bệnh nhân hiện qua cơn nguy kịch nhưng vẫn chưa tỉnh dậy liền tầm một tuần nữa mới tỉnh dậy được vùng đầu cô ấy bị chấn thương với cả bị đánh cũng khá là nhiều có cái kia thì sao con dâu tôi có bị xâm hại không không có bị xâm hại bệnh nhân chỉ bị chảy xước bên ngoài vâng vâng cảm ơn bác sĩ nghe xong bà thở vào nhẹ nhõm cả người thân cũng thấy mừng trong lòng may cô không sao lần này anh đã sai thật rồi cảm thấy rất chi hối hận Mẹ về nghỉ ngơi đi Ở đây con chăm sóc cô ấy Ừ thế đi Xem như đây là cơ hội cuối cùng Nếu nó gây ra chuyện nữa Chắc chắn bà sẽ đem Sam về nhà chính luôn Sam được chuyển về phòng chăm sóc Thần cũng vào trong phòng cùng với cô Đầu cô được băng bó lại vết thương ở tay chân cũng được xử lý Sam xin lỗi Là tôi sai rồi Kiên Cậu mau bắt ba tên đàn ông đó về đây Làm nhanh một chút Đám cảnh sát bọn họ làm chậm lắm được rồi Kiên nhận lệnh rời đi Bây giờ mới có hơn 5 giờ sáng Trời bên ngoài cũng đã sáng và có chút sương mù Thần ngồi ở gần Sam Anh nhìn cô rất lâu Bây giờ anh chỉ biết đợi cô tỉnh dậy Rồi nói lời xin lỗi Anh mở điện thoại lưu số của cô lại Cảm thấy bản thân mình quá là vô tâm Đến sáng quả ra đem đồ ăn Và quần áo trong bệnh viện cho cậu chủ Cậu chủ à cậu ăn chút gì đi Như vậy mới có sức chăm cho thiếu phu nhân Anh gật đầu rồi đi lại ngồi ăn một chút chuôn điện thoại reo lên chuyện gì thế sếp công ty có nhiều hợp đồng cần sếp xem qua hôm nay sếp đến công ty chưa à? không vợ tôi bị bệnh cho nên tôi không đến được luân nghe xong cứ tưởng bản thân gọi nhầm số sếp coi thiếu phu nhân là vợ mình rồi đấy à nếu gấp quá đem đến bệnh viện cho tôi tôi đang ở đây dạ được à sau đó luân cụ cúp máy bây giờ anh đang rất bận ly bị sếp chuyển qua bộ phận nhân sự cho nên chức vụ thư ký còn trống anh phải kiêm thêm cả đống việc Mấy ngày qua tuyển được thư ký rồi Nhưng anh ta chẳng làm được việc gì cả Cho nên bị thần đuổi đi Kết quả luôn phải làm tất tần tật mọi việc Luân ngồi bàn làm việc thu xếp tất cả mọi thứ Sếp không đi làm một ngày thôi Đã có rất nhiều hợp đồng Ở bên kia thần cúp máy xong Chú tâm vào việc ăn sáng của mình Thành bước vào thấy con trai mình đang ăn sáng Không đi làm đấy à Anh lắc đầu Con ở đây chăm sóc Sam mẹ yên tâm đi Thế cũng được Mẹ mong con nhẹ nhàng với con bé chút Bà nói rồi ngồi xuống ghế, có biết rồi ạ. Trưởng Thành lên đi, Sam nó là vợ con, bây giờ hãy quan tâm chăm sóc cho con bé, đừng có gộp nó với cái Như, căn bản cái Như nó không xứng đáng, Sam nó tốt hơn con bé kia nhiều. Có biết rồi. Biết là tốt, sau này đừng có phạm sai lầm nữa. Một lát sau thì Luân tới, anh bước vào thấy thiếu phu nhân nằm trên giường bệnh. "Sếp, thiếu phu nhân không sao chứ ạ?" "Ừ, không sao. Dạ hợp đồng đây ạ. Luân đi lại đưa hợp đồng cho anh, sếp xem qua rồi ký ạ." được rồi luân ngồi xuống đợi luôn chứ anh làm viếng đi đi về về lắm thần mở hợp đồng ra cảm thấy không có tâm trạng làm việc nhưng anh cũng phải cố gắng thôi đến gần trưa thần mới giải quyết xong việc luân ly có an phận không ly vẫn đi làm bình thường sếp ạ hình như cô ta đã chấp nhận mọi thứ ừ vậy thì tốt nếu cô ta làm khó vậy cứ đuổi thẳng đi dạ vâng sếp mạch luân cầm hợp đồng rồi rời khỏi đây thần đi lại giường bệnh anh ngồi mép giường nằm lấy tay Sam Xin lỗi cô Anh cầm bàn tay cô lên hôn Rồi nhìn cô ánh mắt nâng niu Cách một tiếng cửa mở ra Cậu chủ à tôi tìm được ba người đàn ông đó Họ được Hoàng Ân Ly thuê để cưỡng bức thiếu phu nhân ạ à. Theo lời khai bọn họ chưa làm gì cô ấy Thiếu phu nhân đã chống trả bọn họ Cô ấy thà chết chứ nhất định không để họ đụng vào Lúc đầu cô ấy định cắn lưỡi tự tử Nhưng may lúc đó chạy ra ngoài được ạ à. Ba thằng đó bây giờ hiện ở đâu Dạ tôi nhốt bọn họ ở nhà của cậu ạ à tốt bây giờ đi bắt hoàng ân ly lại dạ vâng ân ly cô ta đúng là giả tạo và cũng không có an phận như anh nghĩ anh siết chặt bàn tay mình cô ta đi quá giới hạn của anh rồi buổi trưa ly bị kiên lôi đi mặc cho la hét như thế nào cũng bị lôi đi như thường đã thế còn bị ăn tát nữa mấy người buông ra đừng quên tôi là người của anh thần ảo à, tưởng cậu chủ và cô đã chia tay chính cậu ấy bảo tôi bắt cô đi đến ly Cô dám sai người làm hại thiếu phu nhân Lần này coi như cô tiêu đời Không tôi không có Mấy người thả tôi ra tôi đâu có làm cái gì đâu Chứng cứ rõ ràng Cô còn chối đấy à Kiến tát cho cô ta hai cái Cô đau như người khác cũng đau Hiếu phu nhân còn trải qua nhiều hơn cô Lì bị trói lại Cô ta bị đánh liên tục hơn 3 giờ đồng hồ Thì ngất xỉu Quá là đau đớn Không ngờ bị phát hiện nhanh đến như vậy Tất cả mọi thứ là do nó hết Cô hận bùi linh Sam Chính nó cướp đi tất cả của cô ta Để rồi bây giờ cô ta ra đi trắng tay Lại còn bị đánh một cách tàn nhẫn như vậy Đau, đau quá Ở đây bây giờ chỉ có một mình cô ta Ly nằm dưới đất với cơ thể đầy rẫy vết thương lớn nhỏ Sam phải chi mày chết thì tốt biết mấy Tại mày xuất hiện mà anh ấy bỏ tao Mày cướp đi tất cả Có thể nói Mày chính là tình nhân lâu nhất của anh ấy Tính đến thời điểm hiện tại bây giờ buổi tối anh nhờ my ở lại chăm sóc cho linh sam còn anh thì về nhà vừa vào đến nhà anh và vệ sĩ đi xuống tầng hầm tiếng cửa mở ra ba tụi bây giờ trò với vợ tao đúng chứ chúng tôi kha thiếu tôi không biết cô gái đó là vợ anh nếu không chúng tôi không dây vào chúng tôi bị hoàng ân ly mua chuộc kha thiếu à xin anh cho chúng tôi cơ hội xin anh bọn họ lúc này quỳ xuống cầu xin có người dập đầu xuống đất máu chảy như nước vậy đánh tiếp đi nhưng không cho chết Sau đó thì giao cho cảnh sát Kha thiếu, cậu Thần không thèm nhìn bọn họ Mà đi tìm Hoàng Ân Ly Cô ta chính là kẻ thù lớn nhất của anh rồi Cô to gan thật đây Ly Dám ra tay với vợ của tôi Anh xem nó là vợ à Cô ta gào thét Linh được cưới hỏi đàng hoàng Cô nhớ cho kỹ Nhưng tại sao anh đối xử với em như thế Cô ta vừa xuất hiện Anh đã muốn bỏ em Câu này tôi hỏi cô mới đúng tại sao đối xử với cô ấy như vậy Là tôi không đúng Chứ không phải là Sam Tại vì nó cướp đi tất cả của em Cho nên em muốn hủy hoại nó Mà công nhận nó tài thật Một đêm ở cùng với được ba thằng đàn ông Cô im đi Thân gần lên anh đi lại bóp cổ cô ta Nhắc cho cô nhớ Tôi và cô đã chấm dứt Kết thúc là hết chuyện Tôi không muốn dây dừa Nhưng em không muốn Rõ ràng em ở bên anh trước Nó có gì hơn em đâu chứ nó cũng chỉ là được nhà chính mua về thôi mà. Cô im miệng, cô không có tư cách nói cô ấy. Vậy là anh yêu nó à? Trong thời gian ngắn anh thay đổi nhiều như thế. Đó là chuyện của tôi chứ không phải của cô. Sau này gây chuyện nữa, đừng trách tôi ác với cả nhà cô. Thần, em hận anh, anh vì nó gây khó dễ cho em. Cô cứ việc hận đi, dù gì Kha Hàn Thần này cũng không phải người tốt lành gì. Tôi và cô đã kết thúc rồi Ly, xa bây giờ là vợ tôi. Tôi sẽ bảo vệ cô ấy bằng mọi giá Qua lần này tôi mới thấy Bản thân mình quá sai lầm khi cho cô nhiều cơ hội như vậy Cô chuẩn bị ngồi tù đi Nói xong anh rời khỏi đây Ly không dám tin đây là sự thực Thần không thể tuyệt tình với cô như vậy Cô không muốn ngồi tù Cô không muốn vào cái nơi với bốn bức tượng bao quanh Nó quá là đáng sợ Qua hai ngày sau Sam chưa tỉnh dậy Anh có hỏi bác sĩ nhưng bác sĩ chỉ bảo anh nên chờ Đến tối Sam đã tỉnh cô mở mắt nhìn trần nhà đảo mắt nhìn khắp phòng thì thấy thần chồng cô sao cô ở đây ai đưa cô vào đây nhỉ em tỉnh lại rồi đấy à mừng quá để gọi bác sĩ nhé cô lắc đầu không cần đâu tôi ở đây mấy ngày rồi ba ngày rồi đấy sam anh xin lỗi là anh không tốt khiến em phải chịu như vậy anh đã giao bọn họ cho cảnh sát anh có biết bọn họ làm gì tôi không thần bọn họ đánh tôi xị nhục tôi nói tôi là gái bán hoa có xé áo của tôi nữa chỉ vì cái tính coi trời bằng vung của anh Tôi thành ra như thế này Không những bị đánh Có bị nói lời cười cợt Anh có biết tôi nhục nhã thế nào không Suýt chút nữa tôi đã bị làm nhục rồi Cô vừa khóc vừa nói Bắt được rồi thì sao Nó vẫn là nỗi ám ảnh của tôi Năm xưa tôi cũng suýt bị hãm hại Cũng may là tôi chạy thoát được Lúc trước anh nói tôi nhút nhát khi thấy mấy hình xăm của anh Bỏ cô đồ lúc trước cô có hình xăm Cho nên tôi cảm thấy ám ảnh Chứ bản thân tôi không hề sợ, không hề nhát chỉ là bản thân trải qua quá nhiều nỗi đau cho nên tôi mới trở thành như thế trước khi xảy ra chuyện tôi gọi cho anh nhưng anh không nghe máy anh bỏ mặc tôi những thứ tôi làm tôi chỉ muốn tốt cho anh nhưng anh thì sao anh không những từ chối anh còn sỉ nhục tôi tôi quá coi trọng chính mình rồi sam em đừng khóc nữa là anh sai coi như anh xin em đấy là tôi sai mới đúng đã sai khi lấy anh anh giàu có có học thức nên tôi không xứng với anh anh thuộc tầng lớp thượng lưu còn tôi thì thuộc nhà nghèo kha hẳn thân tôi không muốn thấy anh nữa anh đi ra chỗ khác đi anh không đi đâu hết anh muốn được chăm sóc cho em thật nhào đến rồi ôm cô trong lòng cô cứ thế đấm liên tiếp vào ngực anh ta nước mắt rơi lã chã buông ra đi buông ra cái tên điên này anh buông ra nhanh lên anh không buông đâu coi như xin em đấy là anh có lỗi với em anh ở lại bù đắp cho em anh cút đi cho tôi em đánh anh cũng được nhưng anh không đi đâu cả dù em hận anh Anh cũng sẽ nói ra sự thật Chuyện này là Hoàng Ân Ly làm Anh đã đưa cô ta cho cảnh sát Linh tát cho anh một cái Nhờ phước của cô tình nhân của anh Tôi thành ra như thế này Ngày đám cưới câu khai sĩ nhục tôi Nhưng tôi đã không nói đến Bây giờ muốn triệt đường sống của tôi Cô ta biết rõ tôi nghèo tiền Nhưng không thể nghèo nhân cách sống Cho nên muốn cho tôi nhục nhã đến chết à Tuy mục đích không thành công Nhưng khiến tôi ám ảnh đến suốt đời rồi đấy Lần này tôi không chết nhưng trái tim tôi chết rồi anh vừa lòng chưa anh xin lỗi nếu biết trước như vậy thì đừng có làm tuổi trẻ đừng có đào hoa đừng chơi bời bây giờ người nhận hậu quả là tôi chứ có phải là anh đâu người ta nói phụ nữ thường khổ hơn đàn ông lúc trước tôi không tin tôi chỉ nghĩ do bản thân không may mắn nhưng hiện tại tôi tin rồi bây giờ anh đi đi tôi không muốn thấy anh nữa thôi được rồi vậy anh đi thần cuối cùng rời khỏi đây anh ra hành lang ngồi chờ có lẽ là bây giờ cô ấy đang giận cho nên mới như vậy. Sam ngồi trên giường khóc sướt mướt, cô cảm thấy cuộc sống này sao nó quá mệt mỏi, trái tim cô giống như gì máu, thực sự mệt mỏi vô cùng. Không ngờ Ly làm như thế, ba người đàn ông đó là cô ta thuê đến à? Cô lại không ngờ cái bẫy của Ly cũng là phụ nữ với nhau, sao có thể đối xử như vậy. Một tiếng trôi qua, Sam lúc này cũng đã nín khóc cô lấy chai nước sủi uống xong thì đi vào trong toilet lát rửa mặt cho tỉnh táo một chút đến chiều mi đem cháo vào cho sam thiếu phu nhân cô vừa tỉnh dậy chắc là cũng đói lắm rồi tôi đem cháo đến cho cô sam gật đầu ừ một tiếng cô cũng cảm thấy đói cho nên muốn ăn một chút gì đó lót dạ mi cô thấy túi sách của tôi đâu không dạ hình như thiếu gia đang giữ nó cô cần gì ạ à? chỉ là hơi chán tôi muốn xem điện thoại thôi vậy lát nữa về nhà tôi lấy cho cô ạ ừ vậy cảm ơn cô trước không có gì đâu thiếu phu nhân thiếu phu nhân mấy ngày qua cậu chủ lo cho cô lắm đấy cậu ấy ở đây suốt không có đến công ty luôn ạ à? thế à thật ạ à? lúc nãy tôi đến đây cậu ấy mới về mà cháo đây cô ăn đi ạ à? sau đó ra ăn cháo anh ta thế nào thì mặc kệ cô chẳng muốn quan tâm có lẽ do cô bệnh cho nên ăn cái gì cũng cảm thấy nhạt nhẽo khẩu vị cũng không có bây giờ ăn cũng giống như là cầm chừng để tránh bị đói bụng cháo không vừa miệng sao ạ à? Không, cho mới tỉnh dậy cho nên khó ăn Thiếu phu nhân, mẹ cô ăn gì cứ nói tôi nhé Tôi làm cho cô ạ Hay tôi hầm canh gà, nấu súp cho cô nhé Không cần đâu, tôi muốn ăn cơm Thế cũng được, tôi làm cơm cho cô Ừ, cô làm món gì cũng được Đơn giản thôi, chứ không cần cầu kỳ đâu Dạ vâng ạ Thiếu phu nhân, cô công nhận sống đơn giản thật Ăn uống cũng dễ chịu Trước giờ tôi đều thế, cho nên tôi quen rồi Ăn sơn hào hải vị, trung quy vẫn là đồ ăn Cho nên ăn cái nào cũng được Thiếu phu nhân, cô đừng giận cậu chủ. Cậu ấy đã chút giận giúp cô. Cậu ấy có chút thay đổi rồi, cũng đã cải thiện hơn ngày trước. Được rồi, đừng nói chuyện này nữa, tôi không muốn nghe đâu. Tôi ăn trái cây đây. Thế để tôi gọt, cô vừa mới khỏe lại mà. Không sao, tôi tự làm được. Sam cầm quả táo lên gọt, may là vẫn làm được đấy. Cô cảm thấy bản thân của mình không quá vô dụng thì phải. Cô tự gọt rồi tự ăn, trái cây vẫn là món yêu thích của cô. Mi cho cô này. Cảm ơn thiếu phu nhân ạ. Có gì đâu mà cảm ơn. À, thiếu phụ nhân ăn thêm món gì cứ nói tôi nhé, cô vừa tỉnh dậy cho nên cần phải bồi bổ. Vậy thì làm sữa chua trái cây cho tôi, cái này ăn nhiều đẹp da đấy. Dạ vâng ạ. Một lát sau Mi ra về, Sam muốn ở đây một mình cho nên bảo Mi về trước, dù gì ở đây cũng chẳng có gì làm, bảo cô ấy về nhà nghỉ ngơi cũng được. Cô gái đó cũng quần quật cả ngày trời rồi. Sam tắm xong ra sofa nằm xuống, Mẹ ở đây có tivi cho nên đỡ buồn chán cô mở lên xem coi như đây là nhà ở một mình công nhận thoải mái hơn tâm trạng đỡ bực bội cũng không có suy nghĩ nhiều thứ Mì vừa về thì bị thần gọi lại sao không ở lại với sam cậu chủ thiếu phu nhân nó muốn ở một mình cô ấy muốn được yên tĩnh ạ à? ừ vậy cô ấy ăn cháo không ăn có nhiều không hỏi gì mà gấp thế cô còn chưa kịp mở miệng luôn dạ thiếu phu nhân ăn cũng ít ạ cô ấy bị nhạt miệng nên ăn không có nhiều ngày mai cô ấy nó muốn ăn cơm với cả sữa chua trái cây Thiếu phụ nhân còn bảo thích ăn những món đơn giản chứ không cần cầu kỳ ạ. Ừ, ra là thế à? Vâng, Thiếu phu nhân dễ ăn lắm, cô ấy ăn món gì cũng được. Ngày thường sợ nhà bếp tốn thời gian cho nên chỉ ăn vài món thôi ạ. Dễ ăn đến thế ạ? Vâng, cô ấy nói lúc trước nhà cô ấy chỉ ăn rau với trứng luộc, cho nên bây giờ có thịt ăn là quý lắm rồi. Bữa nào cậu chủ về, nhà bếp mới làm thêm một chút ạ. Là vậy à? Dạ vâng. Tôi thấy Thiếu phu nhân ở nhà cũng chán nên bảo Cố ra ngoài chơi, Cố lại không chịu. Sáng đến tối ở trong phòng Rồi chơi với đám chó mèo thôi ạ Ừ tôi biết rồi Mi này bây giờ cô rảnh chứ Vâng tôi rảnh cậu chủ cần gì ạ à? Cô chỉ tôi nấu ăn đi Từ trước giờ tôi có thù với bếp Cho nên không biết làm món gì Cô dạy cho tôi vài món Cậu chủ muốn nấu món gì thì cứ nói tôi làm cho ạ à? Không cần đâu tôi muốn nấu ăn Cô cứ chỉ cho tôi Vâng ạ Thấy cậu chủ kiên quyết mi cũng đồng ý Nhưng trước giờ cậu ấy đâu như thế Cái này đúng là lạ cứ tưởng cậu ấy là một con người mới không cơ đấy Thiếu phu nhân bị té dập đầu Cô cứ tưởng thiếu gia bị té Đúng là khó hiểu thật Sau đó cô đi vào trong bếp lấy nguyên liệu ra làm Thần đứng một bên nhìn mi Cứ ngỡ là dễ nhưng mà anh thấy cũng cầu kỳ thật Có cá này nó còn sống Không nó chết rồi Lúc chiều người ta làm sơ chế rồi ạ Ờ à, cậu chủ ơi cậu sợ à Hay là đâu có Tôi đâu có sợ chứ Cậu muốn ăn gì cứ bảo tôi nấu Bây giờ cậu đâu cần phải cực như thế Tôi muốn học, cô cứ chỉ cho tôi đi Dạ vâng ạ Cậu cầm con cá này lên, sau đó cắt nó ra Phải cắt à? Vâng, cắt nhỏ mới làm được chưa ạ Anh đấu tranh tâm lý một hồi rồi cũng làm Nhưng vừa đưa dao xuống, cắt trúng ngón tay của mình Có con cá vẫn nằm yên đó Thôi chết cha, anh chảy máu rồi Cậu chủ ơi, hay cậu nghỉ làm đi ạ à? Không sao đâu, cô đừng quá lo lắng Từ trước đến giờ, anh đâu có động vào mấy cái này Việc ăn uống có người làm lo hết Hồi trước đi học cũng toàn ăn ngoài thôi khi quen như cũng vậy Hai người chỉ ăn bên ngoài Cô ta cũng không có biết nấu ăn Thần cũng không yêu cầu gì Cứ nghĩ sau này lấy nhau về có người làm lo hết Nhưng cục diện bây giờ thay đổi rồi Người anh lấy không phải như Mà là một cô gái khác Anh dán băng keo cá nhân rồi tiếp tục làm Chờ vật hơn 30 phút cũng xong Thái cá xong thì rồi thái thịt Anh cảm thấy cái này nó tốn thời gian thật Với cả cũng rất mệt So với việc làm văn phòng cái này cực khổ thật đấy Anh chẳng biết nấu ăn là như thế nào Tiếp đến Tiểu mi chỉ cho anh nhặt rau Gọt rau củ rồi thái nó ra Cậu chú ơi làm thế này mới đúng ạ Thế à Vâng cậu cậu cắt nhỏ lại chút đi ạ Thiếu phu nhân nấu ăn giỏi lắm Bữa nào cậu nhờ cô ấy Ngày nào cô ấy cũng xuống đây làm cùng chúng tôi Bữa tối cậu ăn cũng có phần của cô ấy nấu đấy ạ Anh đang muốn nấu cho cô ăn Thì làm sao có thể nhờ vả cô Với cả cô ấy đang giận anh Muốn nói chuyện cũng khó Chưa nói chi chuyện nhờ vả Thôi được rồi, cô chỉ cho tôi đi Cô ấy đang bệnh mà À mà cậu chủ, sao cậu lại học nấu ăn thế ạ? À? Trước giờ cậu đâu có làm thế Đừng nói cậu nấu cho thiếu phu nhân nhé Ừ, đúng thế Xem ra là động tâm rồi Sớm muộn chuyện này cũng xảy ra Thiếu phu nhân biết chắc là vui lắm ạ Tôi cũng không biết nữa Nói xong anh đứng dậy Đem rổ cà rốt đi rửa 20 phút sau, mi nêm lại nồi canh Thấy rất mặn, mặn như biển ấy Đúng là không ai có thể hoàn hảo Cậu chủ giỏi nhiều thứ, nhưng liên quan nấu ăn thì không. Sao thế, không ngon à? Dạ hơi mặn ạ. À. Đâu, tôi xem nào. Anh nếm thử một miếng. Trời đất, khó ăn, khó ăn chết mất thôi. Cậu chủ à, cái này có thể cứu được. Với cả đây cũng là lần đầu tiên cậu làm mà. Tôi nấu đúng là dở tệ. Ngày mai cô đi mua đồ ăn nhiều chút nhé, tôi sẽ nấu lại. Dạ vâng ạ. Vậy tôi dọn dẹp chỗ này, cậu đi nghỉ ngơi đi ạ. Thôi, tôi dọn dẹp được, cô đi nghỉ đi. Nãy giờ phiền cô rồi Nhưng cậu chủ à Không sao đâu cứ đi nghỉ đi Ngủ sớm mai đi sớm mua nguyên liệu cho tôi À dạ vâng Từ nãy giờ hơn 3 tiếng trôi qua Chả có kết quả gì cả Mọi thứ đổ sông đổ biển hết cả Canh thì mặn cá trên thì khét Đồ xào thì cay Nên chính anh ăn không được Nó gì người khác Nó khó ăn như vậy Mùi vị cũng kỳ lạ Dọn dẹp thêm tiếng nữa thì mới xong Lúc bấy giờ cũng qua 12 giờ đêm Anh rửa tay cho sạch sẽ Rồi lấy áo khoác đi ra ngoài anh lái xe đến bệnh viện Giờ này trễ lắm rồi Nhưng vẫn đến đó xem cô thế nào Tầm 20 phút tới nơi Bệnh nhân đã ngủ hết Chỉ còn bác sĩ và y tá ở lại trực Nhưng trông cũng khá là vắng vẻ Thần không đi nhanh Mà cũng không đi chậm Lúc này điện thoại trong túi anh vang lên Gọi tao có chuyện gì không đấy Thần ngồi ghế hành lang Nghe nói Sam gặp chuyện ở Ổn chưa Tao với Tú định đến thăm Nhưng mà hôm nay hơi bận Ổn rồi Tại tao cho nên cô ấy mới vậy Thôi đừng có trách mình nữa Dù sao Sam cũng không sao rồi mà Nhưng bây giờ cô ấy không muốn thấy tao nữa Thấy chưa Tao nói rồi Có một ngày nào đấy mày sẽ hối hận Không ngờ cái ngày này nó đến nhanh nhở Ừ quả báo đến sớm Anh vừa nói vừa cười nhạo chính mình Đúng là không nên nói trước Đề cao bản thân mình quá Chưa cái ngày bị nghiệp quật đã tới Hai người lấy nhau chắc cũng hơn cả tháng Vậy mà bây giờ nhận ra điểm tốt của cô ấy có gì cũng không chịu nói Cứ thu thủi một mình Thì đấy Bởi thế lúc trước tao bảo mày nói ít thôi Hoàng này Tao xin lỗi chuyện lúc trước Cả tú nữa Ngày hôm đó là tao sai Mày có bình thường không vậy thần Trước giờ mày có chịu xuống nước trước đâu Toàn tụi tao thôi đấy Thì tao quá kiêu ngạo Nhưng sau này không thế nữa Sai thì phải xin lỗi thôi Chắc yêu vợ mày thật rồi đấy Xem ra cô gái đó có bản lĩnh thay đổi cuộc đời mày Ừ chắc là vậy đã xin lỗi rồi Hoàng cũng không giận nữa Và là anh dễ quên chứ chẳng giận dai như thần Nếu anh mà khó tính thì đã nghỉ chơi với nó từ lâu Cụp máy Anh đi vào trong thì thấy Sam đã ngủ Ngủ rồi cũng tốt Chỉ nếu thấy anh cô lại tức giận cho xem Anh kéo ghế ngồi sát cạnh giường Đưa mắt nhìn Sam Xin lỗi em nhé Sau đó nắm bàn tay cô hôn một cái Biết làm sao để Sam hết giận Anh không có thói quen dỗ dành con gái Cho nên mấy chuyện này cũng không biết Thường là con gái xuống nước với anh trước mà thôi có bây giờ, cô ấy chính là trường hợp ngoại lệ. Không ngờ anh cũng có ngày này, nhưng anh vui nhiều hơn buồn, vui vì bản thân mình đã mở lòng rồi, vui vì quên được quá khứ, sống cho hiện tại của mình. Cái gì thì cũng có cái giá của nó, nhưng mà vì anh đã khiến cho Sam phải chịu như vậy, cũng may cô ấy vẫn ổn không có sao, bề mặt tâm lý vẫn hơi sốc nhẹ một chút. Thần ngồi đó nhìn Sam rất lâu, sau đó nhìn chiếc nhẫn cưới trên tay mình và của cô ấy. Lúc trước anh không để tâm đến nó Cảm thấy nó vô tri vô giác Nhưng thời thế thay đổi Anh không cảm thấy như vậy nữa Hiện tại và tương lai anh sẽ trân trọng nó mới được Tuy lúc trước có đeo Nhưng là đeo cho có lệ Chứ không phải suy nghĩ xấu xa như vậy Có lẽ mọi thứ ăn bài hết rồi Anh xem đây là duyên phận chẳng hạn Hoặc là định mệnh của hai người Sam sau này anh không như thế nữa Hãy tin tưởng anh Anh hôn lên chán cô Sau đó kéo chăn đắp cho cô Anh làm rất cẩn thận và đúng là khi yêu vào Con người ta sẽ thay đổi Giống như việc được yêu và yêu Nó hạnh phúc vô cùng Sau đó anh đi ra ngoài Sợ là ở đây sẽ làm cho cô thức giấc Với cả nửa đêm cô tỉnh dậy nhìn thấy anh không vui nữa Cho nên đành ra hành lang ngồi Đợi đến sáng anh mới an tâm Khi đó có y tá chăm sóc Thì anh sẽ trở về nhà Anh ngồi hành lang dựa vào ghế ngủ Chưa bao giờ phải ngủ thế này Từ thời cha sinh mẹ đẻ tới giờ Đây đúng là lần đầu tiên Xem ra phải khổ mới biết trân quý những thứ bản thân sắp mất đi Có như vậy anh mới cảm thấy nhẹ lòng hơn chút Thời gian cứ thế trôi Anh cũng ngủ được một giấc Trừng gió giờ sáng anh về nhà Bây giờ cậu y tá đi vào cho nên anh đỡ lo lắng Khi anh về tới nhà Người làm chỉ mới đi chợ Sau đó thì anh đi lên lầu vệ sinh cá nhân Rồi tắm rửa sạch sẽ Gần 7 giờ anh đi xuống dưới nhà tìm mi Cậu chủ tìm tôi ạ à? Ừ cô chỉ tôi nấu bếp đi Khi nào được thì thôi Cậu chủ, cậu đâu cần cứ khổ thế đâu ạ à? Bây giờ cô có chỉ tôi làm không đây Hay tôi nhờ người khác À vâng vâng, tôi chỉ ạ Đây là cái kiếp nạn gì của cô Trời mới vừa sáng sớm thôi mà Quản gia triệu đi lên lầu Không thấy cậu chủ đâu Nghe nói đêm qua cậu ấy không về nhà Bây giờ lại không thấy người đâu hết Này Mỹ Như, cô thấy cậu chủ đâu không Cậu ấy đang ở trong bếp Hình như nấu cơm ấy ạ Hả, cái gì Quản gia rất bất ngờ Sao cậu ấy có thể nấu cơm cái chuyện này nó phi lý, nó vô lý vô cùng Thần trước giờ được chiều chuộng muốn gì được đó Chứ đừng nói là giờ nấu cơm Khi đi học cậu ấy ra ngoài ăn Có không bỏ tiền thuê người giúp việc Và lại cậu ấy không có khiếu về việc nấu ăn Có lần vừa động vào bị đứt tay Bị phỏng cho nên từ đó về sau không động vào nữa Với cả cậu ấy là chủ tịch Cho nên có rảnh rỗi mà bỏ thời gian vào việc bếp núc đâu Ông Triệu đi vào Càng khiến ông bất ngờ hơn Ông há hốc mồm miệng của mình Đúng là sự thật này Cậu ấy tự nhiên thay đổi một cách chóng mặt, khiến ông khó tin vô cùng, mà không tin cũng phải tin bởi đây chính là sự thật. Cậu chủ ơi, hôm nay cậu không đi làm à? Ừ, tôi ở nhà. Trước giờ cậu đâu có thế, mấy việc này cứ để Tiểu Mi làm là được. Cậu không đi làm thì lên lầu nghỉ ngơi, đêm qua cậu không về chắc cũng mệt rồi. Tôi không có mệt, ông đi tìm gì đó ăn đi, không thì ra ngoài chơi cũng được. Tôi đang nấu cơm không muốn bị phân tâm. Trời đất, ông đâu trẻ nữa đâu mà cậu chủ bắt ông đi chơi. Tự nhiên thấy suy nghĩ của cậu có chút trẻ con. Trước đến giờ, anh làm cái gì cũng tập trung cao độ, có như vậy xác suất thành công mới cao được. Chết tiệt, lại đứt tay. Không biết từ hôm qua đến giờ đứt bao lần rồi. Thực sự lúc trước anh rất nâng niu bàn tay và ngón tay mình, bởi vì bàn tay này là để ký kết những hợp đồng triệu đô, bây giờ bị đứt tay chảy máu, cái bàn tay thon thả xinh đẹp của anh không còn nữa rồi. Để tôi lấy băng keo cá nhân cho cậu. Anh gật đầu. Anh chưa từng thất bại nên nhất định không cho phép bản thân không thành công. Chỉ là nấu cơm thôi mà người khác làm được, anh cũng làm được thôi. Dán băng keo cá nhân xong, anh làm tiếp. Mi đúng là không phục ý chí của anh. Không biết đến khi nào mới đứt hết tay nhỉ? Cậu chú ơi, cậu làm chậm thôi ạ. À? Làm chậm thì Sam đói bụng mất. Giờ này còn sớm không sao đâu ạ. À? Sau đó ông quản gia kéo Mi ra nói chuyện. Cậu chủ muốn nấu cho Sam à? Vâng. Ngoài cô ấy thì còn ai nữa ạ? À? hình như cậu ấy bắt đầu thay đổi rồi tối hôm qua bà cháu chỉ cho nhưng mà thất bại cho nên bây giờ muốn làm tiếp đấy ạ ra là thế à xem ra hai người họ sắp bên nhau rồi đấy nhưng thiếu phu nhân còn giận lắm ạ cháu nhắc đến cậu chủ cô ấy không vui đâu thì thiếu phu nhân vẫn còn sốc chắc qua vài ngày cũng sẽ hết giận tôi thấy cô ấy hiền lành cho nên chắc dễ tha thứ thôi lần này cứ để cậu ấy thể hiện ghi điểm trong lòng thiếu phu nhân đi Thần ở trong bếp loay hoay với đống đồ ăn trên bàn, cái iPad để ở trên bàn anh xem người ta nấu, mà công nhận người ta làm nhanh, còn anh chỉ giỏi ăn thôi. đúng là trên đời này không có ai hoàn hảo và anh cũng như thế. Có lẽ đây chính là công việc khó khăn nhất trong cuộc đời anh. Đối với người khác nó dễ thôi, nhưng không hiểu sao đến anh nó khó như vậy chứ? Cảm thấy ngồi văn phòng ký hồ sơ là công việc nhị nhàng, dễ làm hơn mấy cái này. Mì đứng một bên phụ anh, nhưng anh không cho, cứ thích làm một mình thôi. Vậy nên cô đứng qua một bên dọn dẹp căn bếp, xem ra thiếu phu nhân cũng may mắn được cậu ấy tự tay xuống bếp làm cơm. Thần vén tay áo đến tận khuỷu tay cho dễ làm, cái áo sơ mi của anh bây giờ nó thấm đầy mồ hôi luôn. Đến lưng 9 giờ sáng thì cũng xong, nêm nếm lại thấy cũng được, không có tệ như ngày hôm qua. "Cậu chủ à, tôi thấy ngon lắm rồi ạ." Thần cười cười cho thức ăn vào trong hộp. "Cậu chủ, lát nữa cậu nhớ đem điện thoại cho thiếu phu nhân, cô ấy muốn sử dụng nó. Lát nữa tôi đem cho cô." Rồi cô đưa cho cô ấy Thế cậu không đi ạ? À? Không, cô đi đi Vâng, tôi biết rồi ạ Cô đừng nói tôi làm, cứ nói ai khác làm đi Nếu không Sam sẽ không ăn đâu Mà còn nữa, cô hỏi cô ấy thích ăn gì thì cứ mua nhé Dạ vâng ạ Xong xuôi, thần đi lên phòng tắm rửa Mi sau đó đem cơm đến bệnh viện Lát sau anh đến công ty Bạch Luân thấy sếp có chút mệt mỏi Hình như đêm qua không có ngủ À, sữa chua tới chiều mới đem đi được Bây giờ cho cô ấy ăn tạm trái cây Sếp, ở trên bàn có mấy hồ sơ cần xem qua Ừ, có thư ký chưa? Có rồi ạ, à. cậu ta đang thử việc Lúc nãy xuống phòng nhân sự lấy hồ sơ rồi ạ à. Đào tạo cho tốt đấy Dạ vâng Hình như đêm qua sếp không ngủ à? Có một chút Nếu sếp mệt quá cứ về nghỉ ngơi Mấy hồ sơ này đem về nhà xem cũng được à? Buổi chiều nay cô ký kết hợp đồng gì không? Dạ, có hai cuộc hẹn với đối tác Vậy tôi vào trong nằm chút nhé Có gì quan trọng gọi tôi Nói rồi anh tắt máy tính và bỏ bút xuống bàn Xem hình như tay xếp bị thương à Không có gì đâu Chỉ là bị bắn dầu ăn thôi Gì bắn dầu ăn Chẳng nhẽ xếp nấu ăn Nhưng không thể Chuyện này làm sao có thể Xếp của anh không hề biết những chuyện bếp núc cơ mà Xếp nấu ăn à Đúng thế Xem sao nay xếp kỳ lạ thế Tôi không hiểu luôn Luân hình như tôi đã động lòng rồi Từ lúc Sam bị ly chơi xấu Khi đó cảm xúc của tôi không chịu đựng được Xếp à đây là chuyện tốt đấy ạ à? Cuối cùng sếp cũng nhận ra Ừ tôi cũng mừng cho chính mình Lát nữa cô đến bệnh viện xem cô ấy thế nào Về báo lại cho tôi Với cả hỏi bác sĩ khi nào thì được xuất viện Dạ vâng vâng Thần cởi áo vét rồi đi vào trong nghỉ ngơi Tay trái của anh cảm thấy hơi đau Không nghĩ đau đến như vậy Chỉ bị bắn tinh dầu bị phỏng chút thôi Thế mà lòng bàn tay nó phồng rộp. Nhưng thôi kệ đi Qua vài ngày nó sẽ dẹp xuống thôi mà Mấy cái này chỉ là vết thương nhỏ Lúc trước có bị nặng hơn có là cái gì đâu anh cởi ba cúc áo xuống cho dễ thở Sau đó thì nằm xuống giường Đúng là thoải mái thật Anh kéo chăn lên rồi đi ngủ Căn phòng này rộng y như phòng ngủ ở nhà anh Nó rất chi là tiện nghi Lúc trước mỗi khi tăng ca Anh sẽ ở lại đây luôn Không có thời gian mà về nhà Ở đây cũng có quần áo đồ dùng của anh Cho nên anh cũng thường hay ở đây Bây giờ có vợ rồi Mong sau này cô ấy sử dụng giúp anh Rồi vun vén cho gia đình của mình Sam chưa có đói bụng Cho nên cô chưa có ăn cơm ngồi trong phòng đọc truyện tranh may có cái điện thoại cho nên đỡ nhàm chán thiếu phu nhân cô ăn cơm đi bây giờ sắp trưa luôn rồi ạ à? ừ tôi đến đây sau đó cô tắt điện thoại rồi ngồi dậy ăn cơm bây giờ chưa có sữa chua đến chiều tôi đem đến lát cô ăn tạm trái cây ạ à? ừ được rồi nhìn món này hấp dẫn nhở sa mở mắt lấy hộp đồ ăn sau đó gắp miếng thịt bỏ vào miệng cô thấy thế nào ạ à? đồ ăn này cô làm hay đầu bếp làm thế dạ không ngon ạ à? không Ăn cũng ngon, mùi vị lạ lạ so với thường ngày À, đầu bếp nấu đấy ạ Sam gật đầu Nhìn đồ ăn không đẹp mắt cho lắm nhưng cũng không tệ Cái này chắc cũng được 8 điểm Thiếu phu nhân quan nhiều vào Mấy cái này cô nhớ ăn hết đấy nhá Ăn không hết thì chiều tôi ăn Cô lo gì chứ Chiều đồ bếp là món khác đấy ạ Ừ, tôi biết rồi Nhiều món như vậy Làm sao cô có thể ăn hết đây Nhưng cuối cùng Sam cũng dáng ăn hết mức có thể Xong rồi đấy, no thực sự luôn Cô ăn giỏi thật Thiếu phu nhân à Cô ăn trái cây Lát nữa uống thuốc sau nhé Được rồi Mi à Cô cũng về nhà làm việc đi Tôi ở đây có y tá rồi mà Vâng vậy tôi về trước đây Sam ngồi ngả lưng sau ghế Tay cầm miếng táo bỏ vào miệng mình Ngon thật đấy Bị cô đuổi đi liền không đến đây nữa Xem ra Kha Hàn Thần chỉ có được bao nhiêu đó thôi Mà cũng đúng Người ta là đại thiếu gia Cho nên không hạ mình trước cô vợ hờ như cô Điều đó không bao giờ xuất hiện trong đầu anh ấy Thôi thì như vậy cũng tốt, anh ấy nên có cuộc sống riêng của mình, sau này cô không xen vào, nếu không sẽ xảy ra chuyện như hôm nay nữa. Cửa mở ra, "Mẹ, mẹ mới đến à?" Bà Thanh đặt túi đồ ăn lên bàn rồi ngồi xuống ghế, "Thế con đã đỡ chưa?" "Con đỡ rồi mẹ ạ." "Thế thì tốt, à mà ăn cơm chưa? Mẹ đem cay gà đến đấy." "Con vừa ăn rồi, mẹ cứ để đây khi nào đó con ăn tiếp ạ." À? Sam không thể phụ lòng mẹ chồng, bà thực sự rất tốt với cô. Sáng giờ thần cô đến đây không con Dạ không chắc anh ấy bận ạ Thiệt thòi cho con rồi Để mẹ gọi điện nói với nó Không cần đâu mẹ mẹ đừng nói anh ấy Bọn họ đã bị anh ấy bắt lại rồi ạ Con cứ như thế nó được đằng chân lân đằng đầu Sao lại hiền thế à Con trước giờ vẫn thế ạ Mấy chuyện này đã bay đi nơi khác rồi Con không nhớ nữa đâu mẹ Bà Thanh ở đến trưa thì về Về nhà có phải nói chuyện với ba chồng Để ông ấy bớt lo lắng Sam nằm dài trên ghế sofa và bấm điện thoại Luân đứng bên ngoài thấy cô, nhưng cô lại không thấy anh ta, mà xem tình trạng có vẻ đỡ nhiều rồi. Đứng bên ngoài làm gì thế? Anh vào đây đi. Trời đất, sao lại nhìn thấy anh rồi? Rõ ràng núp kỹ như vậy. Sau đó Luân đi vào trong, Sam nghĩ là có thần, nhưng tiếc là không có. Trong đầu có chút thất vọng tràn trề. Thiếu phu nhân à, tôi đến thăm cô ạ. À. Thế à? Chỉ có thế à? Cô ăn cơm rồi à? Ừ, tôi ăn rồi. Vậy trên bàn đây là cái này mẹ chồng tôi mang đến. Anh chưa ăn cơm thì lấy man đừng có ngại Vậy được ạ cảm ơn cô Đương nhiên anh không ngại Bây giờ đang đói quá đi mất Cho nên luôn mở nó ra ăn luôn Cái gà vẫn còn ấm nóng Đúng là cái gà ngon quá Ngon anh cứ ăn đi nhé Thiếu phu nhân cô đúng là có phước Được ăn cơm của sếp nấu Tôi không ngờ cậu ấy biết nấu ăn luôn Nghe luôn nói xong tự nhiên lỗ tai cô ủ đi Anh nói gì cơ thần nấu cơm cho tôi á Vâng lúc nãy ở văn phòng Thấy tay sếp bị bỏng Thấy nó phồng cả lên ấy hỏi ra sếp nó bị bỏng do dầu ăn bắn vào hỏi tới hỏi lui sếp mới bảo là nấu ăn cho cô lần vô tư trả lời đúng là cái miệng hại cái thân Thần không muốn cho sam biết còn anh trợ lý thì cứ vô tư hồn nhiên nói hết tất cả bây giờ anh ấy đang ở văn phòng à sếp hình như đang ngủ ấy ạ hình như đêm qua mất ngủ ờ à, tôi biết rồi hè chi lúc nãy cảm thấy là lạ mi cũng không nói cho cô biết nữa còn thần rút cuộc anh ấy muốn làm cái gì tự nhiên hạ mình xuống rồi làm mấy chuyện bản thân không có thích không biết vào bếp thế mà lại vào bếp à bây giờ lại còn bị thương ở tay thiếu phu nhân cô đừng giận nữa chắc sếp đang muốn chuộc lỗi với cô cô cho anh ấy một cơ hội đi ạ à? chuộc lỗi á vâng sếp chưa từng làm thế với ai cô chính là người đầu tiên đấy ạ à? cô là ngoại lệ của anh ấy à, không phải đâu anh ấy rất ghét tôi đã vậy còn dây dưa với hoàng ân ly nữa không sếp cắt đứt về cô ta từ lâu rồi cô không biết gì luôn á tôi không biết Xếp cắt đứt với cô ta Và lại đã chuyển bộ phận cho cô ta Nhưng sau khi biết chuyện cô ta hại cô Anh ấy đưa cô ta đến đồn cảnh sát rồi đi ạ à? Là thế à Vâng là như vậy Thực sự vì cô Nhưng người đàn ông đó khó hiểu lắm Chẳng nhẽ anh ấy thay đổi vì cô ư Luân sau khi ăn xong thì cũng đi về Đi đến đây đúng là có lộc ăn Về đến công ty không thấy xếp đâu Chắc còn ngủ thì phải Anh đặt hộp cơm lên bàn rồi cũng đi ra ngoài sao đi đi lại lại trong phòng, chữa đây khiến cô chán chết. Bác sĩ nói ba ngày nữa mới được xuất viện, nhưng cô cảm thấy bản thân mình khỏe rồi, băng gạc trên đầu cũng được tháo ra. Buổi chiều, Mi đem cơm và sữa chua đến. Thiếu phu nhân à, ăn cơm thôi. Mi, cái này là thần làm à? Tôi cả cơm lúc sáng nữa, đúng không? Cô biết hết rồi à? Cái này đúng là cậu ấy làm đấy ạ. À. Cậu chủ mới về nhà làm cơm cho cô, rồi sau đó đến công ty nữa rồi. Cậu ấy sợ cô không chịu ăn Cho nên mới bảo tôi là cứ nói người khác làm Đúng là như vậy Xem ra cũng có chút thành ý Thiếu vô nhân cô đừng giận nữa Cậu ấy làm đặt hết tâm huyết của mình vào đó Học làm rất chăm chỉ luôn ạ à. Thôi rồi cái đó để sau đi Dạ vâng Lát nữa cô đi làm giấy xuất viện cho tôi Tôi khỏe rồi tôi muốn về nhà Nhưng tôi muốn về chưa đây chán lắm Sam mở hộp rồi ăn cơm Hương vị cũng không tệ Ăn xong cô đi gom quần áo của mình Còn mi thì đi làm thủ tục xuất viện cho cô Hơn 6 giờ thì cũng xong Hai người lúc này lên xe về nhà Khi cô về đến nhà Ông quản gia có chút bất ngờ Không nghĩ cô lại về sớm như vậy Thiếu phu nhân cô mới về Cháu không sao đâu bác cứ làm việc của bác đi Thiếu phu nhân à tôi chuẩn bị thêm bữa tối cho cô Không cần đâu bác Cháu no rồi ạ Bác cứ chuẩn bị cho thần đi Nói xong cô đi lên lầu Trở về nhà mình đúng là tốt nhất Không đâu bằng nhà mình được Cô để quần áo và máy giặt Sau đó đi tắm thêm một lần nữa Ngồi trong bồn tắm Sau đó thoa sữa tắm lên khắp cơ thể mình Lúc nãy bước vào phòng thấy khá là sạch sẽ Không có một hạt bụi Với cả ga giường và chăn cũng y như mấy ngày trước Không có gì thay đổi cả Anh thích sạch sẽ Cho nên tầm 2 đến 3 ngày sẽ thay những cái mới Nhưng mà thấy nó vẫn y như cũ Có khi nào mấy ngày nay anh ấy không về à Nhưng đó chỉ là suy nghĩ vu vơ của cô Chứ người đàn ông đó Làm gì có thể vì cô mà mất ngủ cơ chứ 30 phút sau, cô mặc váy ngủ vào, quần áo cũng là mẹ chồng mua cho. Cô thấy nó hơi hở một chút, cô không quen mặc mấy cái này, nhưng cũng phải mặc thôi, với cả anh về khuya nên không có vấn đề gì đâu. Cô đứng trước gương sấy tóc, tiếp theo thì rửa mặt thoa ít kem dưỡng ẩm. Cuối cùng đã xong xuôi, cô đi ra phòng ngủ nằm xuống giường. Nhưng mới nằm 10 phút, cô ngồi dậy vì có điện thoại. "Con nghe đây mẹ." "Mẹ nghe nói con xuất viện rồi à?" "Dạ vâng, con thấy khỏe, cho nên con muốn về nhà ạ." "Thế cũng được." nhưng nhớ về ăn uống bồi bổ nhé sắp tới mẹ với ba đi nước ngoài nên rảnh thì qua nhà chính chơi với ông nội con ạ à. dạ vâng ạ nói xong cô cúp máy hồi trưa ba mẹ cô vừa gọi điện cho cô chủ yếu hỏi thăm sức khỏe hỏi cô có sống tốt không vẫn cảm thấy ba mẹ là tốt nhất phải nói nhờ nhà chính gia đình cô mới có rất nhiều thứ sau khi trả hết nợ mẹ chồng xây nhà mới cho nhà cô bây giờ cũng không phải sợ khi trời mưa nhà sẽ bị rụt phải nói là cuộc sống của nhà cô bây giờ đỡ hơn trước rất nhiều không phải chật vật từng bữa như lúc trước Phải nói là cô nợ nhà họ Kha rất nhiều thứ Mi bưng lên cho Sam một phần tổ yến Đây là đầu bếp làm cho cô để tẩm bổ Sam thấy vậy đánh ăn luôn Cô chẳng muốn phụ lòng của họ Với cả cũng không muốn lãng phí Mi à, mấy ngày nay anh thân có về nhà không? Thiếu phu nhân đang quan tâm cậu chủ đấy à? Tớ biết ngay mà Cô cứ trả lời câu hỏi của tôi đi Dạ vâng ạ Cậu ấy có về nhưng về trễ lắm lúc về đa số chủ yếu làm đồ ăn cho cô, không thì sẽ lên thư phòng ngồi trong đó, sau đó đi đến công ty làm việc. Con người cậu ấy vốn dĩ bận rộn, trước kia cũng thế đấy ạ. Lúc trước anh ấy cũng bận vậy à? Vâng, bận biểu lắm, thời gian nghỉ ngơi cũng ít ạ. Vậy việc ăn uống sẽ thế nào? Thường thì ăn bên ngoài, ít khi ăn ở nhà. Từ khi lấy vợ thì thường xuyên ở nhà hơn ạ. Một lúc trước bạn gái của anh ấy không nấu ăn cho anh ấy à? Không có, cô Nhi nhà khá giả, tính tình tiểu thư lắm. Cho nên không làm những việc đó Nhắc mới nhớ bây giờ cô ta trên 30 Chắc cũng lấy chồng rồi Mì biết bao nhiêu thì kể ra hết Không chừa một cái gì cả Mà thôi cô ta chẳng tốt lành gì đâu Cậu chủ lúc trước tốt lắm Không lạnh lùng như bây giờ Chính cô ta biến cậu ấy thành như thế ạ Nói cậu chủ chỉ biết học hành thôi Không lãng mạn gì cả Rồi kết quả cắm lên đầu cậu ấy cặp xưng dài hoãng Mối tình 2 năm cũng kết thúc từ đó Sau đó cậu ấy không tin về tình yêu nữa Những chuỗi ngày sau đấy Cậu ấy chỉ quen qua đường Không muốn yêu đương nghiêm túc Chắc là mất niềm tin vào tình yêu ấy à Thiếu phu nhân Cô đừng buồn vì quá khứ của cậu ấy Dù sao cô cũng nên biết Bởi vì bây giờ cô là vợ cậu ấy Có lẽ trước kia cậu ấy không tốt Nhưng bây giờ tôi thấy cậu ấy có tốt một chút xíu rồi Đây là công sức của cô Cô phải tận dụng cơ hội này Cảm hóa trái tim cậu ấy à, Tôi không làm được đâu Anh ấy thấy tôi là muốn nổi điên rồi Lần nào cũng thế Làm như tôi ăn hết của nhà họ Kha ấy nghe xong my chỉ biết phá lên cười tính tình cậu ấy là thế đấy ạ à? ở nhà chính cậu ấy chỉ sợ một mình lão già ba mẹ cũng không sợ đâu anh ấy đúng là gan nhở vâng nói về gan dạ chẳng ai qua cậu ấy tôi từng thấy cậu ấy đánh nhau với người ta người đầy máu nhưng mà sắc mặt rất chi bình thường với cả cậu ấy cũng bị bắn với bị đâm nhiều đúng là kiểu làm ăn lớn cũng khổ thật không khóc luôn à không khóc có câu nói đàn ông thì không được khóc mấy cái giọt máu này là chuyện bình thường thôi Ừ, gan thật đấy Có ai cấm đàn ông khóc đâu Muốn khóc thì khóc, đâu cần gồng mình như vậy Nhưng khi chơi với động vật Cậu ấy kiểu rất nhẹ nhàng, rất đáng yêu luôn ấy ạ Cái gì? Anh ấy làm gì có đáng yêu thiếu phu nhân, cô không thấy cảnh cậu chơi với chó mèo đâu Đẹp cực, đẹp theo kiểu nhẹ nhàng Y như chàng hoàng tử ấy. Nói chung à, có sức hút lắm Nếu cô không tin, bữa nào nhìn lén thử xem Vào cuối tuần mà không có đi làm Cậu ấy dành thời gian cho bản thân Chẳng hạn chạy bộ tập gym Có không thì chơi với chó mèo đấy ạ Tôi nói thật nha Khi chơi với nó cậu ấy mới nhẹ nhàng như vậy Không à mặt lúc nào cũng trao trao ấy Mi lúc này nhăn cái chán của mình Làm y như thần khiến cho Sam cũng phải bật cười Thôi được rồi tôi biết rồi Thiếu phu nhân cô muốn nghe nữa không Để tôi nói cho cô nghe Căn phòng này có ai đến chưa Ý cô phụ nữ à Cô sợ cậu ấy đưa người khác về đây à Hay là cô ghen không có tôi thuận miệng hỏi thôi Thì cô là người đầu tiên Nhi thì chưa từng đến đây Bởi vì năm đó hai người chia tay Tới giờ chắc cũng mười mấy năm Chuyện này bác quản gia kể lại cho tôi nghe đấy Có mấy người phụ nữ kia thì không có Bọn họ ra ngoài chơi thôi Chứ không có đến đây ạ à. Căn nhà này chỉ có bạn thân Với cả người nhà chính đến Nên cô cứ yên tâm đi Tôi đâu có ghen gì đâu Chỉ thuận miệng hỏi thôi mà Dạ vâng Thiếu phu nhân nói sao tôi nghe thế sau đó mi ra khỏi phòng sam cũng đi lại nằm xuống giường cô đầu cô ghen anh ấy bột quen bao nhiêu thì quen chứ thần hôm nay uống hơi nhiều đi gặp hai đối tác cho nên uống rất nhiều rượu anh cũng không từ chối tâm trạng không được tốt cho nên thuận theo mà uống sếp à anh uống nhiều lắm rồi thôi đừng uống nữa ạ không sao đâu tôi vẫn uống được mà thần lúc này đẩy luân ra hình như chưa đến giờ chỉ có ăn một hộp cơm không biết sếp có trụ nổi không nữa cơ anh chỉ dám nói ở trong lòng Chứ nếu nói ra thần nói anh khi dễ rồi xem thường nữa Người đàn ông này tính tình quá lạ lắm Uống đến 11 giờ thì mới xong Đối tác cũng ra về Ở đây cũng chỉ còn hai người Nhưng thần vẫn ngồi đó uống tiếp Luân thì đi thanh toán xong Thấy sếp đang đắm chìm vào mấy ly rượu trên bàn Uống gì mà như người thất tình Nhưng mà sếp đã có vợ rồi Sao thất tình được chứ Sếp à bộ sếp thất tình đấy à Luân ngồi xuống ghế Sau đó vu vơ hỏi Hình như là thế Cô ấy không cần tới tôi nữa Thần vừa nói vừa uống rượu Bàn tay chạm lên đùi Là ai thế? Thiếu phu nhân à? Ừ chính là cô ấy Anh cũng không ngại thừa nhận ngay Xếp à lúc trưa tôi phá hỏng chuyện của anh Anh nhờ tôi xem Thiếu phu nhân thế nào Kết quả bị cô ấy nhìn thấy Rồi sao nữa? Tôi lỡ nói người nấu cơm cho cô ấy chính là anh ạ à. Cái gì? Bạch Luân này cậu đúng là vô dụng Thần hét lên nhưng giọng say rượu cho nên không có khó nghe lắm nhưng nếu thiếu phu nhân ăn hết cơm rồi với cả khi nghe tôi nói thì cô ấy cũng bình thường cô ấy còn cười cơ xem ra hết giận sếp rồi đấy có thật không đấy đừng có đùa với tôi hát má tôi làm gì có gạt người ta bao giờ đâu chứ thôi được rồi coi như tôi tha cho cậu cũng mồm miệng quá đấy lần thấy vậy cười cười cũng may không có bị chửi sếp về nhà thôi bây giờ muộn quá rồi về sớm nghỉ ngơi ma còn đi làm ạ à? không về đâu ở nhà có gì vui đâu mà về nào ở đây uống rượu vui hơn Sếp có thể không đi làm Nhưng tôi phải đi làm Đi làm mới có tiền nuôi thân chứ Có tôi rồi cậu không phải lo Tôi nuôi cậu Gì? Sếp định chuyển sang thích đàn ông đấy à Tự nhiên muốn nuôi anh là sao Hay chơi bời nhiều quá bị hỏng rồi nhở Nhưng mà thời gian gần đây Sếp cũng nhẹ nhàng tình cảm với thiếu phu nhân lắm cơ mà Sếp sếp Đừng nói với tôi anh chuyển sang thích đàn ông đấy nhé Thần vừa uống rượu xong Thì phun thẳng ra Cậu điên đấy à Sao tôi thích đàn ông được Tôi thích phụ nữ 100%. Ý của tôi cũng không có tiền, tôi sẽ cho cậu. Dù gì cậu là trợ lý lâu năm của tôi, tôi xem cậu như bạn thân tôi, hiểu chưa? Dạ hiểu hiểu. Vậy tôi cứ tưởng sếp có tình ý với tôi. Bị điên đấy à, tôi đâu hứng thú gì với cậu. Vâng, tôi cũng không hứng thú gì với sếp ạ. À? Thần cảm thấy rất buồn cười. Anh là đàn ông nam tính thế này, bảo anh thích cùng giới với mình, chết cũng không xảy ra chuyện đó. Thực sự thì ngà ngà say rồi, nhưng nghe Bạch Luân nói, anh chỉ muốn tỉnh rượu luôn. Nó quá là kỳ cục khiến anh phải phản bác ngay lập tức Xe bơi về thôi Tôi buồn ngủ quá đi mất Giết rồi tôi không biết ai làm sếp nữa Cậu lúc nào cũng cằn nhà cằn nhằn Sếp cũng nên về ngủ thôi Mấy ngày nay ngủ không đủ giấc Mắt thâm quầng hết cả Thiếu phu nhân thấy cái bộ dạng này của cậu kiểu gì cũng chê Tôi trừ lương của cậu đi luôn Đừng có nói nhảm nữa Vâng tôi ngậm miệng luôn ạ Về thôi tôi thấy cậu nói nhiều lắm Lần sau bảo thư ký đi với tôi Dạ vâng ạ Sau đó hai người lên xe Luôn lái xe còn thần thì ngồi băng ghế sau Anh ngả à, người sau ghế cho thoải mái Nới lỏng caravat của mình Không biết giờ này cô ngủ chưa Nhưng chắc là rồi Thường ngày cô ấy ngủ cũng sớm Lúc trước khi anh về nhà thấy cô ấy đã ngủ Cho nên bây giờ chắc cũng vậy thôi Lát nữa anh về ngủ luôn vậy Chứ giờ này đã có rượu ở trong người Sao có thể làm việc gì Qua ngày hôm sau anh sẽ thức dậy sớm Rồi làm cơm cho cô Cô ấy không quá chán ghét nữa thì phải Vậy cho nên anh phải cố gắng làm đồ ăn cho cô Làm cho cô hài lòng Cô sẽ sớm tha thứ cho anh Anh không ngờ bản thân mình có ngày đó Ngày anh theo đuổi một cô gái Ngày anh đặt hết tâm tư tình cảm của mình Biết thay đổi vì cô Tự nhiên muốn bản thân mình thay đổi Hạ cái tôi xuống Cảm thấy cũng đâu có gì gò bó Ngược lại rất thoải mái dễ chịu Khi mà anh mở lòng ra Mọi thứ trở nên vui vẻ nhẹ nhàng thế này Giờ này muộn rồi Mọi người đã đi nghỉ ngơi gần hết Thần cũng đi lên lầu rồi về phòng mình Anh đẩy cửa vào phòng Thấy có người nằm trên giường Lúc này căng mắt ra mà nhìn Thế mà không ngờ lại là Sam Không phải cô ở bệnh viện à Sao lại về đây rồi Anh đứng dựa vào cửa phòng cười nhạt Về nhà rồi thế mà không nói anh biết trước một tiếng Vậy mà cứ nghĩ cô ấy đang ở bệnh viện Nhưng mà không sao Về nhà là tốt lắm rồi Sau đó anh cởi áo vest thắt lưng cho thoải mái Xong xuôi thì leo lên giường nằm xuống ngủ Vừa nằm xuống quay qua nhìn cô Sau đó kéo cô trong lòng mình ôm chặt Sam xin lỗi em Nói xong anh hôn lên chán cô Chỉ mong cô ấy không giận anh nữa Như vậy thì sẽ tốt biết mấy Sau đó anh nhắm mắt ngủ Mấy ngày qua đối với anh khá là mệt Bây giờ được ôm vợ cái là ngủ liền luôn Nửa đêm cô thức dậy đi vệ sinh Thấy người đang ôm mình Quay qua thì thấy chính là thần Nhưng sao người anh ấy nóng thế vậy Cô sợ lên chán thì rất nóng luôn Nhưng người đàn ông vẫn ôm cô rất chặt cô kéo tay anh ra rồi ngồi dậy thấy lòng bàn tay anh bị phồng lên không chừng bị phỏng mới bị thế này này thân anh tỉnh lại đi anh sốt rồi đấy vợ à anh muốn ngủ anh mệt lắm gì anh gọi cô là vợ cái này chưa từng xảy ra sau đó cô đi lấy nước ấm lau sơ qua cho anh bây giờ mới biết người của anh toàn rượu thôi khó chịu vô cùng nào ngoan thế anh không chịu hợp tác cô đánh vào người anh cô cởi áo sơ mi của anh lau qua một lượt lau từ đầu cho tới mụ em làm gì thế lúc này đây thần đã tỉnh dậy anh bị sốt cho nên tôi giúp anh lau người ừ cảm ơn em buổi tối không thể gọi bác sĩ cho nên cũng đành thế về em cứ làm tiếp đi anh đưa mắt nhìn vợ mình sao xong rồi anh đợi một chút sao em về không nói cho anh biết tôi thấy anh bận cho nên không muốn làm phiền chuyện này do anh nên không thể nói là làm phiền anh lần sau đừng nấu cơm cho tôi tại bị bỏng thế này giờ lại còn phát sốt nữa anh làm vậy không có đáng đâu Chẳng phải anh từng nói rất quý bàn tay mình à Anh cảm thấy xứng đáng mà Em đừng lo cho người khác Như vậy em sẽ thiệt thòi đấy Tôi quen rồi Nhưng anh thì khác Trước đến giờ anh cũng có người hầu hạ Cho nên làm mấy cái này không quen đâu Làm vậy chỉ ảnh hưởng sức khỏe của mình thôi Anh cảm thấy bình thường Em lo lắng cho anh đấy à Không có Cứng miệng thật Lau người cho anh xong Cô lấy miếng dán hạ sốt dàn lên trán anh Xong rồi đấy Anh ở đây tôi đi lấy thuốc cho anh sau đó cô đi ra khỏi phòng Thật nằm trên giường chỉ cười mà thôi Anh cảm thấy bị bệnh cũng xứng Bây giờ được cô ấy quan tâm đúng là thích thật 5 phút sau Sam trở về phòng rồi đưa thuốc cho anh Anh uống đi, uống rồi đi ngủ Sau khi uống xong Thần nằm xuống ngủ Sam cũng nằm xuống bên cạnh anh Vừa nằm xuống cô bị anh kéo vào trong lồng ngực Do không mặc áo cho nên mặt cô áp vào xương quai xanh Bờ ngực rắn chắc của anh Anh buông tôi ra đi chứ Anh muốn ôm em ngủ Tôi nếu không cho ôm anh làm cái khác đấy Chẳng hạn như chuyện vợ chồng nên làm chẳng hạn Đồ cầm thú vô sỉ Tôi vừa mới hết bệnh đấy Nhưng anh cũng đang bị bệnh mà Hết nói nổi với người này Chẳng phải anh có nhiều nhân tình Muốn thì đi ra ngoài tìm Không muốn nữa, bây giờ chỉ muốn em thôi Vừa nói xong, bàn tay của anh vừa làm loạn Anh biến thái nó vừa thôi Sam này, bây giờ em muốn có con không? Anh hỏi thế là sao? Cô ngây người, người nhìn anh thì ông nội đang mong chúng ta có em bé đấy Cái này tôi không biết Tôi sắp đi học rồi Nhưng nếu có tôi không đi học được Bây giờ em học xong chúng ta có con nhé Bố anh nói sao thì được như thế à Ừ Nói rồi anh hôn chụt lên môi cô Sau đó ôm cô chặt vào lòng Thực sự bây giờ sao thấy cô đáng yêu quá đi mất Đúng là ở một thời điểm nào đó Sẽ có sở thích khác nhau Lúc trước khác bây giờ cũng khác rồi và các bạn thân mến, đến đây thì nội dung tập truyện thứ hai đã kết thúc rồi. Tập 3 sẽ diễn ra trong khung giờ kế tiếp. Các bạn đừng quên theo dõi nhé. Còn bây giờ chia sẻ cảm nhận dưới phần bình luận. Cũng như xin chào và hẹn gặp lại các bạn.